nha các anh chị. Thì mình học lý thuyết liên tục 2 buổi cho xong cái phần lý thuyết rồi mình thực hành luôn nha. Các anh chị thấy hình ảnh chưa vậy? Thấy rồi sao? Các anh chị thấy hình ảnh chưa? Dạ thấy ạ. Hôm nay chúng ta học phần đầu của rối loạn nhịp chân thất ha. Thì mục tiêu của bài thứ nhất là phải hiểu được cơ chế gây rối loạn nhịp, thứ hai là phải nắm vững được các cái tiêu chuẩn điện tâm đồ của rối loạn nhịp chân thất. Thì cái rối loạn cơ chế gây rối loạn nhịp á, thì thường có ba cái cơ chế nhưng mà thực tế là có 2 cơ chế chính, đó là do cái vòng vào lại là thường gặp nhất, cái thứ hai là do tăng tự động tính ha. Thứ hai là mình phải nắm vững các cái tiêu chuẩn về điện tâm đồ của rò nhịp chân thất ha. Thứ ba là phải từ khi mình nắm vững các tiêu chuẩn cho tới khi mình nhận biết và phân biệt được các rối loạn nhịp chân thất á, thì các anh chị phải đọc đi đọc lại nhiều lần để mình có cái kỹ năng này là nhận ra và phân biệt được. Phải phải thực tập đi thực tập lại nhiều lần ha, chứ còn nắm lý thuyết không thì chưa chắc các anh chị đã đọc được nha. Rồi về mặt nội dung thì có 6 vấn đề. Thứ nhất là một là mình học về cơ chế hình thành rối loạn nhịp, thứ hai là phân loại rối loạn nhịp nhanh, thứ ba là rối loạn nhịp xoang, thứ tư rối loạn nhịp nhĩ, thứ năm là rối loạn nhịp bổ nối, thứ sáu là chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh chân thất, dẫn truyền lạc hướng với nhịp nhanh thất. Thì các anh chị nhớ là chân thất mà khi nó dẫn truyền lạc hướng thì nó sẽ có phức bổ QH giãn rộng, thì dễ lầm với lại rối loạn nhịp thất nha, do đó mình phải phân biệt. Thì trong bài ngày hôm nay mình học tới phần số 4 thôi, phần số 5, phần số 6 thì để buổi sau mình học tiếp nha. Thì đây là một cái ranh giới phân chia giữa vùng trên thất và thất nha. Và các anh chị thấy cắt ngang từ cái bó hít trở lên, nút nhĩ thất và bó hít tạo thành bổ nối nha, nút nhĩ thất và bó hít tạo thành bổ nối nha, bộ nối nhĩ thất ha, hoặc là nhịp bộ nối là ta nói vậy, rối loạn nhịp bộ nối ha. Nếu mà nó xuất phát từ vùng này ha, nút nhĩ thất và bó hít là trong trường hợp bình thường đó. Còn nếu mà ở những cái cá nhân nào mà vẫn còn tồn tại cái đường dẫn truyền phụ đi từ nhĩ xuống thất gọi là bó ken, thì cái này thì nó cũng là một phần trong bộ nối nhĩ thất nha, do đó nó gom luôn. Bình thường là chỉ có 2 cái là nút nhĩ thất và bó hít thôi. Còn cái mô của nhĩ á, cái vùng của nhĩ á, thì có nút xoang, do đó mình sẽ có rối loạn nhịp xoang. Cơ của nhĩ thì mình có rối loạn nhịp nhĩ, rồi rối loạn nhịp bộ nối. Như vậy trên thất là mình có rối loạn ba 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 cái loại rối loạn nhịp ha. Còn xuống dưới dưới từ dưới bó hít trở xuống gọi là rối loạn nhịp thất ha. Thì thường thường rối loạn nhịp thất á, thì các anh chị thấy nó xuất phát từ một cái vị trí ở thất, cái ổ phát nhịp, ổ ngoại lai của nó nằm ở một thất, thất trái hoặc thất phải. Do đó khi mà nó phát xung điện lên thì nó sẽ khử cực một thất trước và sau đó nó vòng qua khử cực thất còn lại sau. Do đó phức bổ QH của nhịp rối loạn nhịp thất á, thì thường thường nó có luôn có phức bổ QH kéo dài bất thường, tức là phức bổ QH nó giãn rộng. Còn nếu mà rối loạn nhịp trên thất á, thì thường thường nó sẽ đi qua cái nút nhĩ thất, đúng không? Nó xuống nó khử khử cực 2 thất cùng một gì, khử cực 2 thất cùng một lúc, do đó phức bổ QH nó thường là hẹp, nhưng mà không phải là luôn luôn hẹp. Bởi vì sao? Có nhiều trường hợp á, khi đi xuống thì một trong hai đi nhanh quá thì một trong hai nhánh nó vẫn còn trơ, thì bắt buộc nó phải đi theo nhánh còn lại, nó cứ cực một thất trước sau đó vòng qua cứ cực thất còn lại sau, tức là nó có bị lóc nhánh á, ha. Thì phức bổ QH cũng giãn rộng, hoặc là sao nó đi xuống qua cái đường gì,
đường phụ, thì xuống qua đường phụ thì nó sẽ có hình dạng giống như hội chứng gì kích thích sớm, có nghĩa là cái phức bộ QS gồm có hai thành phần, một phần kích thích thất sớm và phần còn lại đi theo con đường bình thường cử cực thất, do đó phức bộ QS cũng giãn rộng. Tóm lại là rối loạn nhịp thất thường là phức bộ luôn luôn có phức bộ QS nó giãn rộng, còn rối loạn nhịp trên thất thường là phức bộ QS nó hẹp, nhưng mà cũng có lúc nó một phần nào đó nó cũng sẽ giãn rộng khi nó có bị lóc nhánh hoặc nó đi dẫn truyền qua đường phụ. Nói vậy cho anh chị hiểu không? Tôi nói có nhanh quá không các anh chị? Alo, các anh chị có nghe không ạ? Dạ hiểu thầy. Hay là chưa, các anh chị ngủ hết rồi, ngủ gục hết rồi. Dạ không, thấy có im lìm quá. Dạ không có thầy. Rối loạn nhịp trên thất thì định nghĩa là những cái rối loạn nhịp mà nó có nguồn gốc từ trên thất, thì đương nhiên là mình hiểu rồi, cái ổ phát nhịp của nó, cái ổ ngoại lai của nó là nằm trên thất, hoặc là đôi khi nó có thể không nằm ở trên thất, có thể nó nằm ở thất nhưng nó phụ thuộc vào đường dẫn truyền qua mô nhĩ hoặc là nút chi thất để tới thất, thì nó cũng định nghĩa là rối loạn nhịp thất. Ví dụ như là cái gì, mai mốt có anh chị học, sắp tới mấy anh chị học là nhịp nhanh do vào lại nút nhĩ thất, nhịp nhanh do vào lại nhĩ thất, thì cái ổ khởi đầu tiên nó có thể là nằm ở thất nhưng mà nó lại đi qua cái gì, đi qua nút nhĩ thất hoặc là đi qua cái đường dẫn truyền phụ để nó dẫn truyền xuống thất, thì cái đó vẫn là trên thất, rối loạn nhịp trên thất nha. Như vậy định nghĩa rối loạn nhịp thất thì nó rõ ràng, hoặc là nó nằm tại trên thất rồi thì đương nhiên rồi, hoặc nó phụ thuộc vào cái đường dẫn truyền của trên thất để nó xuống thất nha. Thì một cái định nghĩa cũng rất là quan trọng mà mấy anh chị thường gặp, đó là cái định nghĩa nhịp nhanh kịch phát trên thất. Khi mà mình nghe cái từ kịch phát tức là nó khởi phát đột ngột và nó kết thúc một cách đột ngột, thì người ta mới dùng từ kịch phát nha, kịch phát nha, nhịp nhanh kịch phát trên thất. Thì khi người ta dùng cái từ nhịp nhanh kịch phát trên thất á, là về mặt lâm sàng thôi, thì nó bao gồm những cái rối loạn nhịp sau đây: nhịp nhanh do vào lại tại nút nhĩ thất, do vào lại tại nút nha, và chữ N là nút, nhịp nhanh do vào lại tại nhĩ thất ha, vào lại nhĩ thất, nhịp nhanh nè, vào lại nè, nhĩ thất nè, nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất nha, nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất, hoặc là nhịp nhanh nhĩ. Tóm lại là có ba cái dạng rối loạn nhịp mà trên lâm sàng mình gọi là nhịp nhanh kịch phát trên thất, mình gọi chung chung là nhịp nhanh kịch phát trên thất, nhưng thực tế cái thường gặp nhất là chiếm 60% đó là nhịp nhanh do vào lại tại nút nhĩ thất nha. Thì cái này vào buổi sau mình sẽ học tới phần này, nhưng mà cái định nghĩa thì các anh chị phải nắm được là trên lâm sàng người ta hay chẩn đoán cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, thì mình biết là cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất nó bao gồm tới ba cái cơ chế đó, thì có loạn nhịp chứ không phải chỉ một cơ chế duy nhất nha, mà thường gặp nhất là nhịp nhanh do vào lại tại nút nhĩ thất nha. Rồi về mặt phân loại rối loạn nhịp nhanh thì để phân loại rối loạn nhịp nhanh thì ta dựa vào cái thời gian của phức bộ QRS hay là độ rộng của phức bộ QRS trên ECG. Thì như tôi nói nãy, nhịp nhanh mà phức bộ QRS hẹp thì mình nghĩ ngay là nó nhịp nhanh trên thất rồi. Bởi vì sao? Nó sử dụng có nguồn gốc từ nhĩ hoặc là bộ nối, xoang nhĩ hoặc bộ nối, và nó đi xuống cái gì, theo con đường bình thường, và nó quạt quá hai thất cùng một lúc, do đó chính vì vậy mà phức bộ QRS nó hẹp, nó khử cực hai thất cùng một lúc nha. Cho đó thời gian của phức bộ QRS nó trong giới hạn bình thường, tức là phức bộ QRS nó hẹp, nhỏ hơn 0,12 giây, tức là 120 giây á, mili giây á. Còn nhịp nhanh mà phức bộ QRS rộng, khi mà mình thấy một cái nhịp mà phức bộ QRS rộng, nhịp nhanh hay nhịp thường cũng vậy, mà phức bộ QRS rộng thì một là có nguồn gốc bên ngoài hệ dẫn truyền bình thường, tức là cái ổ phát nhịp nó nằm ở thất, tức là nhịp nhanh thất, nhịp ngoại tâm tu thất, nhịp nhanh thất, có nghĩa là cái ổ phát nhịp nó nằm ở thất, là cái này là thường gặp nhất nè, chiếm gần như 80% rồi.
Tuy nhiên nó có thể là trên thất mà nó bị dẫn truyền lệch hướng, như tôi nói hồi nãy là nó cũng trên thất, nó cũng đi qua hệ thống hít của kênh xe, nhưng mà khi đi xuống một trong hai nhánh nó bị trơ, mà bị trơ thì nó không dẫn, thì bắt buộc nó phải theo nhánh còn lại nó dẫn. Nó khử cực một thất trước và khử cực thất còn lại sau, do đó phước bộ của ếch nó sẽ dẫn rộng, và như vậy mình dễ lầm với lại nhịp nhanh thất. Rồi trường hợp thứ hai là nó xuống qua đường dẫn truyền phụ, thì cái hình dạng của khi dẫn truyền qua đường phụ thì phước bộ của ếch nó gồm hai cái thành phần là vừa có kích thích thất sớm mà vừa có đi theo con đường bình thường, do đó phước bộ của ếch dãn rộng, thì đó gọi là nhịp nhanh qua đường dẫn truyền phụ. Tóm lại là có khả năng là nó trên thất nhưng mà hoặc là nó bị dẫn truyền lệch hướng, hai là nó có thể qua đường dẫn truyền phụ, thì mặc dù nó trên thất nhưng mà phước bộ của ếch nó vẫn dãn rộng. Về cơ chế hình thành rối loạn nhịp thì định nghĩa rối loạn nhịp là gì? Bất kỳ cái nhịp tim nào không phải là nhịp xoang bình thường thì đó là rối loạn nhịp. Như vậy với cái định nghĩa này, nhịp nhanh xoang cũng là rối loạn nhịp, nhịp chậm xoang cũng là rối loạn nhịp, nhịp xoang bình thường tức là nhịp xoang mà tần số nó từ 60 cho tới 100 lần phút thì đó là nhịp xoang bình thường. Trên 100 là nhịp nhanh xoang, dưới 60 là nhịp chậm xoang, ví dụ vậy ha. Ba cơ chế chính mà gây rối loạn nhịp hồi nãy tôi nói rồi, thì có thể là do rối loạn dẫn truyền xung điện, tức là khi mà nó dẫn xuống thì nó đi lòng vòng xung quanh một cái dòng vào lại, đi vòng vòng xung quanh dòng vào lại thì nó sẽ phát xung với tần số cao hơn nhiều và nó sẽ chiếm quyền. Đó là thường gặp nhất. Do đó rối loạn nhịp mà cơ chế mà thường gặp nhất của rối loạn nhịp là do một cái vòng vào lại. Và cái cơ chế thứ hai là rối loạn tạo thành hình thành xung điện hoặc là tạo thành xung điện. Thì rối loạn hình thành xung điện thì có thể là do tăng tự động tính hoặc là do hoạt động khởi kích. Thì tăng tự động tính, ví dụ như mình sẽ gặp trong nhịp bộ nối gia tốc. Bình thường thì các anh chị nhớ là nhịp bộ nối bình thường nó chỉ là 40 tới 60 lần phút thôi. Còn nếu mà nó có tăng tự động tính lên thì cái nhịp bộ nối nó có thể là từ 40 cho tới 100 lần phút, thì đó là nhịp bộ nối gia tốc, tức là nó tăng tự động tính. Còn nhịp tự thất thì bình thường bản thân cái nhịp tự thất, cái tần số nội tại của nó chỉ là 20 tới 40 lần phút thôi, nhưng mà khi nó có tình trạng tăng tự động tính lên thì nó có thể là đạt được cái tốc độ là từ 60 tới 100, thậm chí 120 lần phút, thì gọi là nhịp tự nối gia tốc. Còn trên 120 thì lúc đó là nhanh thất rồi. Phước bộ của ếch dãn rộng là nhanh thất rồi, không còn gọi là nhịp tự thất gia tốc nữa nha. Thì các anh chị nhớ cái cơ chế mà ít gặp nhất là hoạt động khởi kích, tức là nó phải có một cái điều kiện gì nó kích hoạt thì nó mới sẽ gây ra làm tăng tự động tính lên. Ví dụ như là hội chứng QT dài, ngộ độc thuốc dioxin, thì những cái rối loạn nhịp này là phải có một yếu tố thúc đẩy. Ví dụ như hội chứng QT dài thì nó không gây ra gì hết, nhưng mà nếu có một cái ngoại tâm thu thất mà nó rơi trên đỉnh của sóng T hoặc là nhánh xuống của sóng T, tức là gây ra hiện tượng R trên T đó, thì nó gây ra rối loạn nhịp thất nguy hiểm. Do đó nó phải có một cái điều kiện để nó gây ra cái tăng tự động tính nha. Thì cái này ít gặp hơn ha. Còn hai cái cơ chế thường gặp là do vòng vào lại và tăng tự động tính nha. Thì các anh chị nhớ, do vòng vào lại thì nó sẽ khởi phát đột ngột và nó kết thúc đột ngột. Tại sao khởi phát đột ngột và kết thúc đột ngột? Thì các anh chị nhớ là khi một cái xung điện mà nó dẫn xuống mà nó hình thành được vòng vào lại là nó tăng tốc độ lên tức thì. Tại vì nó đi vòng cái là nó tăng cái tốc độ tức thì. Còn mình chỉ cần cắt đứt một trong trong cái vòng vào lại, một trong hai đường trong vòng vào lại là nó ngưng liền. Do đó chính vì vậy mà đặc điểm của rối loạn nhịp do vòng vào lại là nó khởi phát đột ngột và nó kết thúc đột ngột. Đó là đặc điểm của cơ chế rối loạn nhịp do vòng vào lại. Còn nếu mà rối loạn nhịp do tăng tự động tính thì sao? Tăng tự động tính thì nó phải tăng lên từ từ, có nghĩa là nhịp nhanh phải tăng lên từ từ, và nó kết thúc sao? Muốn kết thúc nó cũng phải kết thúc một cách từ từ, tức là có giai đoạn lạnh ấm dần và có giai đoạn lạnh dần trước khi kết thúc nha.
Thì đó chính nhờ cái đặc điểm đó, nếu mà mình bắt được cái giai đoạn khởi đầu và giai đoạn kết thúc của một cái cơn nhịp nhanh, thì mình có thể biết được nó là do cơ chế gì, vòng vào lại hay là do tăng từ động tính. Tuy nhiên nếu mà về mặt lâm sàng thì rất là khó mà bắt được cái cơn này, trừ khi nào các anh chị đeo cái gì, đeo cái Holter ECG thì mới may ra bắt được thôi, chứ còn đo thì ngẫu nhiên thì rất là khó. Rồi rối loạn tạo thành xung điện và rối loạn dẫn truyền xung điện, cơ chế, hai cơ chế thường gặp nhất của hình thành cơ chế hình thành rối loạn nhịp nè, tạo thành xung điện và rối loạn dẫn truyền xung điện. Thì nếu mà rối loạn tạo thành xung điện thì có tăng từ động tính lên, tăng từ động tính hoặc là giảm từ động tính. Mà nếu tăng động tính thì gây rối loạn nhịp nhanh, còn giảm từ động tính thì gây rối loạn nhịp chậm. Còn rối loạn dẫn truyền xung điện thường gặp nhất là do vào lại, vào lại, khi mà nó vô một cái vòng vào lại thì tần số phát nhịp nó sẽ tăng lên, nó sẽ chiếm quyền gây rối loạn nhịp nhanh. Còn nếu mà nó bị lóc dẫn truyền, tức là trên đường đi nó có một nhánh hay là một cái chỗ nào đó nó bị chặn lại, thí dụ như lóc nhĩ thất độ 2, độ lóc nhĩ thất đi độ 2, độ 3 đi, thì lúc đó nhịp nó sẽ chậm lại nha. Lóc nhĩ thất sẽ chậm. Đây là, và đây là cái cơ chế của vòng vào lại, là cái cơ chế thường gặp nhất. Thì muốn có ba điều kiện để mà xuất hiện cái vòng vào lại. Các anh chị nhớ là muốn xuất hiện vòng vào lại thì điều kiện đầu tiên là phải có một cái đường vòng, tức là một cái đường vòng quanh như vậy để nó đi lòng vòng trong đây. Thì muốn có cái đường vòng như vậy thì cũng có thể nó là tự nhiên đã có sẵn rồi. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là bản thân cái nút nhị thất nó cũng đã có hai đường, đường nhanh và đường chậm rồi. Bản thân nút nhị thất cũng đã có hai đường. Hoặc là cái gì? Hoặc là nếu mà bệnh nhân đó có một cái đường dẫn truyền phụ nữa thì cái nút nhị thất là một đường và đường phụ là một đường nữa, là nó hình thành cái vòng vào lại. Có nghĩa là có hai đường để tạo thành một cái đường vòng quanh có sẵn, đường vòng quanh. Có thể là do quá trình bệnh lý, ví dụ như là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, thì sau khi lành xong thì mô sơ, mô sợi sơ nó sẽ thay thế cho mô cơ tim, và như vậy thì nó vô hình chung nó tạo thành một cái vòng vào lại. Do đó tại sao trong bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thì cái biến chứng của nó là rối loạn nhịp là vậy ha. Hoặc là suy tim đi, bệnh nhân bị suy tim thì cơ tim sẽ chết chương trình và nó thay tế bào cơ tim bằng cũng mô sơ sợ và nó hình thành vòng lại. Do đó chính vì vậy mà những cái trường hợp mà suy tim mà nặng thì bệnh nhân có thể đột tử vì rối loạn nhịp là vì vậy, hình thành những cái vòng vào lại và nó gây cái rối loạn nhịp thất. Tuy nhiên nếu mà có cái giải phẫu thì chưa đủ. Điều kiện thứ hai là cái ở đây thì cái độ trơ của hai đường nó phải khác nhau, thì chính vì vậy mới hình thành được vòng vào lại. Ở đây độ trơ của hai đường nó giống nhau, ở đây hai độ trơ đường giống nhau, thì hoặc là nó chặn lại hoặc là cho đi qua nhưng mà nó đi luôn chứ nó không có vòng quanh được các anh chị. Nếu mà độ trơ của hai đường mà giống nhau thì nó đi xuống hai đường, hai cái này gặp nhau, còn nhiều nó đi luôn, rồi cái chờ cái xung điện tiếp theo từ nút xoan xuống nó đi tiếp tục nha, không có gì. Cái này thì nó chặn lại, nó lóc. Tại đây độ trơ của hai đường giống nhau, khác nhau. Thì khi đi xuống thì anh này bị chặn lại. Anh này đi độ trơ của đường này nó kéo dài nè. Đường này nó trơ hơn, nó đi xuống rồi đi luôn. Như vậy điều kiện thứ hai nó chưa đủ. Bởi vì độ trơ của hai đường này nó khác nhau, nhưng mà cái dẫn truyền này nó quá nhanh thì sao? Nó tới đây thì nó đi luôn. Thì như vậy phải cần có điều kiện thứ ba là sự dẫn truyền đủ chậm ở một nhánh cho phép cái nhánh còn lại hồi phục. Lúc vào lúc xung điện nó quay trở lại thì nó đã hồi phục rồi, thì nó sẽ đi lên và nó tạo thành một cái vòng vào và lại. Đó, đi vòng 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 vậy là hình thành vòng vào lại và tần số phát xung điện của nó sẽ tăng lên đột ngột và rất là cao. Do đó không phải là dễ dàng hình thành vòng vào lại đâu các anh chị, nó phải đủ tới 3 điều kiện để hình thành vòng vào lại. Rồi,
mình vô cái rối loạn nhịp xoang trước. Thì cái nhịp bình thường là nhịp xoang, nhịp xoang bình thường là không phải là rối loạn nhịp. Còn lại những cái rối loạn khác là rối loạn nhịp, nhịp chậm xoang, nhịp nhanh xoang, loạn nhịp xoang, ngưng xoang, ngừng xoang, lóc xoang nhĩ, lóc xoang nhĩ. Lần lượt mình đi qua những cái rối loạn nhịp đó. Thì thứ nhất, nhắc lại cái nhịp xoang là thế nào, nhịp xoang là gì. Muốn kết luận nhịp xoang thì mình thấy cái B, và B có một B thì có quy rễ thì sao nó, mỗi quy rễ có B đi trước nó, cứ cực nhĩ tới cực cực thất nha, nhĩ tới cực thất, B đi trước mỗi phút bộ quy rễ. Tần số của B và quy rễ gần như tương đương nhau, là điều kiện, nhưng mà điều kiện đó mới chưa đủ. Vậy bởi vì rối loạn nhịp nhĩ nó vẫn có, rối loạn nhịp bộ nói nó vẫn có B đi trước mỗi phút bộ quy rễ, nó cứ cực nhĩ và cứ cực thất nha. Do đó điều kiện này chưa đủ, chỉ ta nói lên cứ cực nhĩ dẫn tới cứ cực thất thôi. Điều kiện thứ hai là nếu mà nó phải từ một ổ thì mình mới, nó mới có cơ hội là nút xoang, đúng không? Nút xoang là từ một vị trí thôi. Thì như vậy hình dạng sóng B phải bình thường giống nhau. Khoảng BR phải hằng định. Khoảng BR thì các anh chị nhớ là đường đi từ cái gì? Từ cái nút xoang cho tới cái nút nhĩ thất. Sau khi qua nút nhĩ thất vào trong hệ dẫn truyền của thất thì cái khoảng này nó phải bằng nhau, giống như anh chị đi cố định từ bệnh viện, từ trường mà ra tới chợ Bến Thành đi, thì cái thời gian các anh chị đi thường thường nó trong một cái khoảng bình thường như vậy, từ 0.12 cho tới 0.20 giây thông thường vậy. Và nếu mà nó là một ổ thì cái đường đi nó phải giống nhau, bằng nhau chứ. Nó đi từ một vị trí tới vị trí kia thì đường đi nó, thời gian đi nó phải bằng nhau, khoảng BR phải hằng định. Sóng B giống nhau không các anh chị? Bình thường, dương, tròn đều, khoảng BR hằng định là từ một ổ. Nhưng mà từ một ổ, biết đâu nó ổ nó nằm nó nhỉ sao? Muốn cực cực được nhỉ từ nút xoang thì nó phải đi từ phải qua trái và từ trên xuống dưới, thì do đó bắt buộc nó phải dương ở đâu. Hôm trước mình học rồi, D1 nó phải dương là đi từ phải qua trái, D2 là song song với trục điện tim, ABF là đi từ trên xuống dưới. Ba cái chuyển đạo này nó phải dương, nhất là chuyển đạo D2 là rõ nhất. Thường thường giải nhịp là D2, các anh chị thấy hình một hình tròn bán nguyệt dương rất là rõ rệt ha, ở D2 ha. Điều này chứng tỏ là, và nó phải, thường thường nó phải âm ở AVR, là bởi vì cái chuyển đạo AVR nó ngược chiều trục điện tim, cho đó mà cái sự đi từ nút xoang xuống thì nó sẽ phải ngược cái AVR. Do đó chính vì vậy mà AVR nó sẽ âm cho sóng âm. Và nếu mà tần số tim từ 60 tới 100 lần phút thì mình gọi là nhịp xoang bình thường, còn trên 100 là nhịp nhanh xoang, dưới 100 là nhịp chậm xoang. Ba cái điều kiện này chỉ cho mình biết là nhịp xoang thôi. Còn nhịp xoang bình thường thì tần số tim nó phải từ 60 cho tới 100 lần phút. Rồi đây, mình thấy hình dạng sóng B giống nhau không các anh chị? Giống nhau ha. Khoảng BR nó giống nhau không? Hằng định, giống nhau. Sóng B dương ở D2. Như vậy đây là nhịp xoang. Mà cái tần số của thất là bao nhiêu lần phút đây? Các anh chị tìm cái đường nào trùng nhất. Đây nè, nó cách nhau đúng mấy ô, hai ô, thì cái tần số tim này là bao nhiêu lần phút các anh chị? Cách nhau hai ô thì tần số tim là 150 lần phút. Như vậy nhịp xoang mà tần số tim 150 lần phút là nhịp nhanh xoang nha. Trên 100 là nhịp nhanh xoang. Rồi, nhịp nhanh xoang gặp khi nào thì mình gặp? Thứ nhất là khi gắng sức. Do đó bệnh nhân mà vừa mới khi mà hoạt động, vận động, gắng sức thì nhịp tim nó phải tăng lên để nó đáp ứng cái nhu cầu của cơ thể chứ. Nếu mà không nhanh lên làm sao mà đáp ứng được nhu cầu của cơ thể. Do đó khi mình gắng sức thì nhịp tim nó phải nhanh lên. Hoặc là khi mà mình bị những cái bệnh lý như là sốt, nhiễm trùng, hoặc là đau quá thì nhịp tim nó cũng sẽ nhanh lên. Đau thì cái catecholamine sẽ phóng thích ra, nó làm tăng nhịp tim, gây co mạch. Nhiễm trùng cũng vậy, nó làm sẽ làm tăng nhịp tim lên. Sốt cũng vậy, cứ sốt một độ, tăng một độ thì nhịp tim nó tăng 10 nhịp nha các anh chị. Còn nếu mà nó không có sự tương ứng giữa
sốt, sốt nhẹ mà mạch nhanh quá thì các anh chị phải cẩn thận nha, coi chừng nó có viêm cơ tim, viêm gì không, viêm màng ngoài tim không ha, viêm cơ tim không. Bệnh nhân sốt chỉ có 38 độ C thôi mà mạch 120, 130 thì các anh chị phải coi chừng ha. Coi chừng không phải là do sốt, mạch nhanh đó không phải do sốt nha. Kế tiếp nữa là do giảm thể tích tuần hoàn hoặc là do thiếu máu. Khi thiếu máu thì nó phải bù trừ tăng nhịp tim lên, hoặc là bệnh nhân bị mất máu. Nhiều khi mất máu ra ngoài thì nó dễ, thí dụ bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa hoặc bệnh nhân bị xuất huyết nội như là thai ngoài tử cung vỡ thì nhịp tim nó phải nhanh lên đáp ứng. Do đó thường thường khi nhịp nhanh lên là mình sẽ tìm coi nó có giảm thể tích tuần hoàn không, nó có thiếu máu gì không, nó có chảy máu ở đâu không, hỏi có đi cọc phân đen không, vân vân. Tương tự trên đây phải tìm yếu tố nhiễm trùng gì không ha, cường giáp. Còn không có mấy cái đó thì phải để ý nhìn cái bú cổ của bệnh nhân, coi bệnh nhân có bú giáp không, mắt có lồi không, coi chừng bệnh nhân bị cường giáp ha. Hoặc là bệnh nhân có thở nhanh không, có suy hô hấp không, hoặc là suy tim gì không. Hoặc là nếu không có nữa mình coi chừng do thuốc, nhất là những cái thuốc mà nó làm giãn phế quản đó, thí dụ như salbutamol, theophylline, những cái thuốc đó thì khi cho vào thì bệnh nhân nhịp tim nhanh. Nhiều người sau khi uống salbutamol bệnh nhân than hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp nhanh ha, thì mình biết là do thuốc đó, ha. Hoặc là những cái thuốc chống trầm cảm ba vòng, nifedipine, hydralazine là những cái thuốc hạ huyết áp mà nó làm tăng nhịp tim. Nifedipine thì bây giờ người ta không dùng cái chế phẩm phóng thích nhanh nữa mà người ta chịu dùng phóng thích kéo dài, chậm kéo dài, do đó nó sẽ hạn chế bớt cái nhịp nhanh, chứ còn hồi đó nếu dùng loại dùng tác dụng nhanh đó, thì nó sẽ làm tăng nhịp tim, do nó giãn mạch mạnh thì nó gây tăng nhịp tim phản xạ. Hoặc hydralazine cũng vậy, giãn mạch nhiều thì nó sẽ làm tăng nhịp tim. Hoặc là những trường hợp như bị u tủy thượng thận thì nó tăng tiết catecholamine, nó sẽ làm nhịp tim tăng. Mình phải nắm được các nguyên nhân của nhịp nhanh xoang, để khi mà một bệnh nhân nhịp nhanh xoang mà mình không có tìm được nguyên nhân thì đó là nhịp nhanh xoang không thích hợp. Nhịp nhanh xoang không thích hợp, nhịp nhanh xoang không thích hợp thì nó cũng là nhịp xoang, nó phát xuất từ nút xoang thôi, nhưng mà không tìm được nguyên nhân. Thì cơ chế là do tăng tự động tính của cái tế bào phát xung nút xoang, hoặc là do rối loạn hệ thần kinh tự chủ, tức là hệ kinh giao cảm, mất cân bằng giữa hệ giao cảm và phó giao cảm, nhịp tim nó nhanh, hoặc cả hai. Ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường đi, thì có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh tự chủ. Nữ thường gặp nhịp nhanh xoang không thích hợp, thường gặp ở nữ lứa tuổi từ 30 tới 40. Và khi mà mình gặp một cái nhịp nhanh xoang không thích hợp thì mình phải phân biệt với lại nhịp nhanh nhĩ lạc chỗ và nhịp nhanh xoang sinh lý. Nhịp nhanh xoang sinh lý thì dễ rồi, các anh chị phải tìm cái nguyên nhân của nhịp nhanh xoang đó. Nếu có nguyên nhân thì đó nhịp nhanh xoang đó chỉ là sinh lý thôi. Còn cái nhịp nhanh nhĩ lạc chỗ thì các anh chị dựa vào cái hình dạng của sống B. Ở sống B ở D2 thì thường thường nó phải tròn đều. Nếu mà hình dạng của cái sống B đó nó bất thường thì các anh chị phải coi chừng đó nó không phải là nhịp nhanh xoang, hoặc là trục của sống B nó cũng khác nè. Thí dụ nó hai pha ở D2 thì đã rõ ràng là nó không phải là xoang rồi, mà nó có ổ nó từ nhĩ, và cái tần số của nó nữa. Thường thường nhịp nhanh xoang thì cao lắm ở trang giải toán lúc nghỉ thì cao lắm là 150 lần phút thôi. Còn nếu mà tần số từ 160 cho tới 200, 220 thì các anh chị phải nghĩ tới là nhịp nhanh nhĩ đã ổn. Như vậy mình phân biệt nhịp xoang và nhịp nhĩ, nhanh nhĩ, nhanh xoang và nhanh nhĩ là dựa vào hình dạng của sống B, hình dạng và trục của sống B. Thứ hai là mình dựa vào cái tần số của sống B, tần số của sống B. Thì tiêu chuẩn điện tâm đồ thì cũng không có gì bất thường, cũng là nhịp nhanh trên 100 lần một phút khi nghỉ hoặc là hoạt động tối thiểu. Khi nghỉ hoặc hoạt động tối thiểu thì nhịp tim thường là phải dưới 100 lần một phút, mà nếu mà trên 100 là mình coi chừng là nhịp nhanh xoang không thích hợp. Nếu mà không tìm được nguyên nhân gì hết, tức là nó vẫn từ nút xoang, hình dạng và trục sống B bình thường trong nhịp nhanh, để mình phân biệt cái này không phải là nhanh nhĩ nha. Và nguyên nhân không tìm được nguyên nhân gì hết thì đó là nhịp nhanh xoang không thích hợp. Cho đó phải nắm được các nguyên nhân của nhịp nhanh xoang. Thực tế trên lâm sàng đọc điện tâm đồ thì các anh chị làm sao mà chẩn đoán nhịp nhanh xoang không thích hợp được, phải kết hợp với lâm sàng.
Do đó thường thường á, là lâm sàng mình chỉ trên ECD thì mấy em anh chị chỉ đọc là nhịp nhanh xoang thôi, còn nhịp nhanh xoang có không thích hợp hay không là do bác sĩ điều trị họ quyết định nha. Mình chỉ đọc là nhịp nhanh xoang chứ làm sao mình biết được là nhịp nhanh xoang nó không thích hợp, trừ khi nào mình sẽ hỏi bệnh và khám kỹ bệnh nhân mình mới kết luận là nhịp nhanh xoang không thích hợp nha. Cái này là mở rộng thêm thôi, nhịp nhanh xoang do vào lại tại nút xoang ha, vào lại nút xoang à, thì nhịp nhanh xoang này do một cái vòng vào lại và nó có một cái phần nằm trong cái nút xoang, ít nhất có một phần nằm trong nút xoang, do đó hình dạng của sóng B nó giống như B xoang thôi, và đặc điểm của cái vòng vào lại là nó khởi phát đột ngột và nó chấm dứt đột ngột à, sau một cái hoại tâm thu nhĩ gây ra bởi một hoại tâm thu nhĩ. Thì một cái hoại tâm thu nhĩ thì nó đến sớm như vậy thì nó có thể hình thành cái vòng vào lại và nó khởi phát đột ngột và chấm dứt đột ngột một cái cơn nhịp nhanh. Mà bởi vì cái vòng vào lại này một phần nó nằm trong nút xoang, do đó hình dạng sóng B nó giống như B xoang vậy ha, giống như B xoang trong nhịp xoang bình thường. Thì ở đây hình này mình thấy đây là nhịp nhanh xoang và sau đó nó kết thúc một cách đột ngột trở về nhịp xoang bình thường, chậm lại, kết thúc một cách đột ngột là mình biết là cơ chế cho vào lại rồi. Và hình dạng sóng B trong cơn nhịp nhanh và hình dạng sóng B lúc nhịp xoang bình thường nó giống nhau. À, rõ ràng là hình dạng nó giống nhau. Thì do đó mình nghĩ đây là nhịp nhanh xoang. À, nhịp nhanh xoang gì? À, do vào lại tại nút xoang. Rồi nhịp chậm xoang. Ở đây mình thấy sóng B hình dạng giống nhau, phải không các anh chị? B đi trước mỗi phút bộ khớp, hình dạng sóng B giống nhau, khoảng BR hằng định, à, trục sóng B bình thường. Như vậy đây là nhịp xoang. Nhưng mà tần số tim là nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tần số tim gần 50 lần một phút, à, nó hơn 6, đó. Gần 50 lần một phút. Như vậy đây là nhịp chậm xoang. À, tần số dưới 60 lần một phút là nhịp chậm xoang. Nhưng mà các anh chị nhớ dùm, hiện tại bây giờ cái định nghĩa nhịp chậm xoang là dưới 50 lần một phút nha các anh chị. À, nhưng mà điện tâm đồ thì nó vẫn dạy là dưới 60, thì tôi vẫn giữ dưới 60 nha. Còn những cái điện tâm đồ kỹ thuật số sau này các anh chị thấy nhiều khi nó khoảng chừng 50-60 nó vẫn đọc là nhịp xoang bình thường, là bởi vì nó đã cập nhật rồi. À, nó nói là nó đưa ra là vẫn đọc là nhịp xoang thôi, nó không đọc là nhịp chậm xoang, là bởi vì tần số dưới 50 nó mới đọc là nhịp chậm xoang. Còn sách điện tâm đồ thì mình dựa vào sách, mà sách muốn thay đổi nó phải ít nhất là phải vài năm, 4-5 năm nó mới thay đổi nha. Còn nhịp chậm xoang gặp trong trường hợp nào? Người bình thường trong khi ngủ thì nhịp tim nó phải chậm lại nha, thậm chí tới 40 nha. Có người, nhiều người xuống dưới 30-40 nữa ha. Những người có chân lực phó giao cảm cao như là vận động viên hoặc là người trưởng thành khỏe mạnh. Có nhiều người trưởng thành khỏe mạnh có tập thể dục, thể hình, chơi thể thao nhiều thì cái nhịp tim họ thường là chậm. Do đó những người này thì dễ đọc là nhịp chậm xoang. Nhưng mà quan trọng là cái gì? Khi mà sao? Khi tỉnh dậy, thức dậy hoặc là khi cho bệnh nhân gắng sức thì nhịp tim nó có nhanh lên lại không? Còn nếu nó vẫn, khi mà mình gắng sức nhịp nó vẫn chậm thì điều đó chứng tỏ là nó có bất thường gì của nút xoang ha, bất thường của nút xoang, suy nút xoang vậy không. Nhịp chậm xoang thường gặp nhất, nguyên nhân bệnh lý là thường thường là nhồi máu tim cấp. Thường thường cái mạch máu mà nó nuôi cho nút xoang là động mạch vành phải các anh chị. Động mạch vành phải thì nó nuôi cho nút xoang. Do đó khi mà nhồi máu cơ tim mà của thành dưới là do động mạch vành phải nuôi á, thì nó có thể ảnh hưởng tới cái nuôi của nút xoang. Do đó nó có thể gây nhịp chậm xoang, hoặc là nó ảnh hưởng tới cái nút nuôi nhĩ thất thì nó làm lóc nhĩ thất, gây lóc nhĩ thất nha, là đưa đến nhịp chậm. Do đó nhồi máu tim thành dưới thường thường dẫn tới nhịp chậm các anh chị. Thuốc ức chế beta digoxin hoặc là amiodarone thì thường thường mình phải nghĩ tới coi bệnh nhân đang uống thuốc gì. Và thường thường có bệnh nhân có uống thuốc ức chế beta là thường gặp nhất nha, do thuốc các anh chị phải tìm thuốc, bỏ thuốc đó ra thì bệnh nhân nhịp nó sẽ nhanh lại. Tăng áp lực nội sọ thì các anh chị nhớ rồi ha, hội chứng Cushing ha, tâm chứng Cushing. Hội chứng suy nút xoang, chứng suy nút xoang. Nếu mà chậm mà khi gắng sức nhịp tim cũng chậm, nó không có thích ứng được thì đó là coi chừng bệnh nhân suy nút xoang rồi.
có nghĩa là nhịp chậm xoang kéo dài và không phù hợp, không thích hợp là phải nghĩ tới hạ thân nhiệt. Hạ thân nhiệt, mình ở đây thì ít gặp hạ thân nhiệt, nhưng mà ở nước ngoài thì họ trời lạnh thì họ có thể họ bị ở ngoài trời họ bị hạ thân nhiệt thì nhịp tim nó sẽ chậm. Còn mình ở đây thường thường mình dùng cái mình có hiện tại có hạ thân nhiệt chỉ huy, có nghĩa là những cái bệnh nhân mà ngưng tim ngưng thở sau khi hồi sinh sau hồi sức cơ bản xong có tim lại thì thường thường người ta sẽ hạ thân nhiệt để bảo tồn chức năng của các cái cơ quan quan trọng trong đó có não ha. Hạ thân nhiệt, suy giáp và nhược giáp, cường giáp thì nhịp nhanh, suy giáp là nhịp chậm. Do đó một người mà nhịp chậm quá thì các anh chị cũng nên thử chức năng tuyến giáp nha, biết đâu bệnh nhân có suy giáp thì sao. Cường thì nó dễ nhận ra chứ suy thì hơi khó nhận ra nha các anh chị. Do đó nếu mà bị nhịp chậm quá thì mà không tìm được thì mình phải thử chức năng tuyến giáp nữa nha. Rồi phải hoặc là phải tìm coi bệnh nhân có một cái bệnh mạch vành gì không nha, nếu mà bệnh nhân lớn tuổi. Rồi tới một cái rối loạn nhịp tiếp theo là loạn nhịp xoang hay là nhịp xoang không đều. Ở đây á, nếu mà nhìn thoáng qua thì mình dễ chẩn đoán coi chừng đây là ngoại tâm thu, tại đến sớm và khoảng nghỉ bù. Nhưng mà nếu mà các anh chị nhìn ngoại tâm thu thì sóng này là B phải, nhưng mà các anh chị nhìn kỹ hình dạng sóng B giống nhau, phải không? Khoảng BR hằng định, khoảng BR hằng định, đúng không? Điều đó chứng tỏ nó từ một ổ và sóng B dương ở đây hai. Thì như vậy đây là nhịp xoang, mà nhịp xoang mà khoảng R không đều, RR dài nhất trừ RR ngắn nhất lớn hơn 0,16 giây thì lúc đó tức là bốn ô nhỏ. Cái này hơn à, các anh chị đọc đếm 1 2 3 4 5 6 7, cái này có 1 2 3 4, cao lắm là 5 thôi, cách nhau tới 2 ô, tức là tới 10 ô ngang nhỏ. Chỉ cần 4 ô ngang nhỏ là chẳng đoán là nhịp xoang không đều rồi. Như vậy tóm lại đây là loạn nhịp xoang ha. Do đó các anh chị phải coi chừng, cái này không phải là ngoại tâm thu nha, chỉ là loạn nhịp xoang thôi. Thì loạn nhịp xoang á, thì thường thường á, nếu mà có thể là nó thay đổi theo hô hấp thì gọi là loạn nhịp xoang theo hô hấp. Tại vì mà các anh chị nhớ là khi mình hít vào thì máu trở về tim, mà áp suất lồng ngực nó âm, máu trở về tim nhiều hơn thì tần số tim nó sẽ tăng lên, tức là khoảng RR nó một chu kỳ tim nó sẽ ngắn lại, RR ngắn dần dần lại. Còn khi các chị thở ra thì RR nó dài ra. Như vậy nếu mà nó ngắn dần dài dần ngắn dần dài dần theo hô hấp thì gọi là loạn nhịp xoang do hô hấp. Còn nếu mà một người lớn tuổi, loạn nhịp xoang hô hấp thường gặp ở người trẻ tuổi. Còn loạn nhịp xoang mà không phải do hô hấp, nó muốn loạn lúc nào cũng loạn, thì các anh chị phải nghi ngờ tới là suy nút xoang. Tại vì nút xoang nó lúc nó hoạt động, bây giờ nó làm việc chức năng của nó là càng ngày nó càng mệt mỏi rồi, thì nó lúc nó phát nhanh, lúc nó phát chậm, nó không còn làm việc đều đặn nữa ha. Thì là loạn nhịp xoang nha, cũng là loạn nhịp xoang do suy nút xoang, nằm trong hội chứng suy nút xoang. Rồi mình qua hội chứng suy nút xoang là do rối loạn chức năng của nút xoang, nút xoang nó phát kém đi rồi ha. Hoặc là do suy giảm khả năng tạo thành hoặc là dẫn truyền xung điện của nút xoang, nút xoang hay nút xoang nhĩ ha. Khả năng tạo thành nó giảm hoặc là dẫn truyền, nó tạo thành bình thường nhưng mà dẫn truyền ra thì nó bị chặn lại. Tại vì anh chị nhớ cái nút xoang nó gồm có hai loại tế bào, một tế bào là có tính tự động tính, nó sẽ hình thành xung điện, nó tạo thành xung điện, và cái những cái tế bào xung quanh nó là tế bào dẫn truyền. Nếu mà tế bào dẫn truyền mà nó không dẫn thì có nghĩa là cái nút xoang nó vẫn có xung điện nhưng mà nó không dẫn ra được nhĩ, mà không dẫn ra tới nhĩ thì nó không khử cực được nhĩ, là nó không có sóng B ha. Do đó là nó ảnh hưởng tới việc dẫn truyền xung điện. Do đó người ta còn gọi là hội chứng gì, nếu mà ảnh hưởng tới dẫn truyền xung điện gọi là lóc đường ra của nút xoang. Một lát cho mình học tới lóc đường ra của nút xoang. Các tình trạng đi kèm với rối loạn nút xoang thường thường hay gặp là những người lớn tuổi, thường thường hay gặp là như tôi vừa nói hồi nãy, hoặc là do sơ hóa nguyên phát của nút xoang. Nếu ở người trẻ tuổi thì coi chừng, ở người cao tuổi thì có sơ hóa rồi, còn ở người trẻ do tuổi tác rồi, còn ở người trẻ mà tự nhiên chậm quá suy nút xoang thì coi chừng sơ hóa nguyên phát, thiếu máu cục bộ cơ tim như tôi nói hồi nãy. Tăng chân lực phó giao cảm, hệ giao phó giao cảm nó ưu thế hơn thì nó sẽ làm nhịp tim
chậm, viêm cơ tim. Viêm cơ tim thì cũng có thể đưa tới nhịp chậm và cũng có thể đưa tới nhịp nhanh tùy theo. Ngộ độc digoxin, ngộ độc thuốc digoxin, ức chế beta nói hồi nãy rồi ha. Về hội chứng xuyên nút xoang thì đặc điểm về ECG thì có thể nó biểu hiện bằng những cái rối nhịp nào sau đây, nhịp ha. Do đó đã nói hội chứng là nó không phải là một bệnh đâu, mà nó có thể do nhiều cái bệnh gộp lại hoặc là nhiều triệu chứng gộp lại. Nhịp chậm xoang kéo dài, mình biết rồi ha, nhịp chậm xoang kéo dài không thích hợp, tức là nặng và không thích hợp là thường gặp nhất ha. Thấy một người mà nhịp chậm mà không có, mình loại trừ hết những nguyên nhân nhịp chậm mà không có, do thuốc không có, thì do thiếu máu cục bộ cũng không có, thì như vậy là coi chừng bệnh nhân xuyên nút xoang. Và quan trọng nhất là khi gắng sức thì nhịp tim nó không có nhanh lên được nhịp, thì đó là không thích hợp. Lóc xoang nhĩ thì là hay còn gọi là lóc đường ra của nút xoang, lát mình sẽ học tới. Ngưng xoang tức là làm việc hồi cái lâu lâu cái muốn nghỉ hồi nào nghỉ ha, muốn phát lại hồi nào phát, gọi là ngưng xoang ha. Rồi nhịp bổ nối hoặc là nhịp thoát thất, khi mà nhịp chậm ngưng lâu quá, một cái khoảng trống không có nhịp nào hết, thì bắt buộc những cái ổ nhịp bên dưới nó sẽ phát ra, nó chiếm quyền ha. Hoặc là đôi khi cái nhịp này người ta gọi là nhịp thoát ha, nhịp phú nguy của bổ nối hoặc là nhịp thoát thất ha. Hoặc là nó biểu hiện bằng hội chứng nhịp nhanh, nhịp chậm. Nhịp nhanh ví dụ những cái nhịp thoát hay là nhịp cú uy cú nhĩ, thường thường nó là nhanh nhĩ, rung nhĩ, cuồng nhĩ, mà rung nhĩ cuồng nhĩ là nhịp tim nhanh. Nhanh và sau khi mình ức chế nhịp tim nhanh rồi thì nó trở thành nhịp tim chậm quá. Rồi do đó hội chứng nhịp nhanh, nhịp chậm là thường gặp nhất trong cái hội chứng xuyên nút xoang. Rung nhĩ, cuồng nhĩ, mình nhanh nhĩ, mình dùng thuốc để khống chế nó thì nó trở thành nhịp chậm quá, và khi nhịp chậm mà cho thuốc để tăng nhịp lên thì nó thành nhịp nhanh. Do đó muốn điều trị hội chứng nhịp nhanh, nhịp chậm là các anh chị phải đặt cái máy tạo nhịp để giữ cái tần số tim. Khi nhịp chậm là 60 lần phút đi thì mình cho dùng thuốc, thì nếu mà chậm quá thì máy nó sẽ phát ra, máy phát ra, còn nhịp nhanh quá thì thuốc nó sẽ ức chế cái rối loạn nhịp nhanh. Do đó hội chứng nhịp nhanh, nhịp chậm là thường gặp nhất của hội chứng xuyên nút xoang. Cuồng nhĩ và rung nhĩ kịch phát, do đó các anh chị thấy bệnh nhân cuồng nhĩ, rung nhĩ kịch phát mà có những giai đoạn mà trở lên nhịp chậm, thì trở khi mà cắt cơn rồi trở thành nhịp chậm, thì đó là cái hội chứng nhịp nhanh, nhịp chậm. Rồi ngưng xoang, ngừng xoang, ngưng với ngừng cái nào dài hơn? Đôi khi mình dùng hay lẫn lộn giữa hai cái từ này, ngưng tim, ngừng tim, thấy không? Nhớ thì nước ngoài thì nó rõ ràng, ngưng là pause, còn ngừng là rest, phải không? Có nghĩa là ngừng thì nó phải lâu hơn là ngưng. Các anh chị nhớ ngừng bao giờ cũng nhanh, lâu hơn là ngưng. Thì ngừng xoang thì nó định nghĩa là khi cái thời gian mà nó ngừng đó trên 2 giây thì lúc đó mình ta gọi là ngừng. Còn nếu dưới 2 giây thì gọi là ngưng. Nhưng mà mình nói chung hai cái này cũng không cần thiết lắm. Cái khoảng ngưng nè, mình tính coi bao nhiêu giây. Nếu mà 2 giây, dưới 2 giây là ngưng xoang, còn nếu mà trên 2 giây là ngừng xoang. Đây. Thì nói rồi, ngưng xoang là khi nút xoang nó không phát kích thích đi, nó làm việc một thời gian rồi hoặc nó bị sơ hóa. Nó là đang làm cái tự nhiên nó muốn nghỉ một lúc. Nó nghỉ mệt mà thì lúc một khoảng thời gian không có sóng B và sau đó nó hồi phục trở lại, thì khi hồi phục trở lại thì hoặc là nhịp xoang hồi phục trở lại hoặc là trong cái thời gian ngưng lâu quá thì một cái ổ phát nhịp nào bên dưới nó sẽ phát ra, gọi là nhịp thoát hoặc là nhịp cú nguy. Thì các anh chị thấy hình dạng sóng B này giống nhau, thì như vậy cái nhịp này là nhịp xoang, hồi phục lại bằng nhịp xoang nè. Còn nếu mà cái sự trong cái giai đoạn mà ngưng như vậy có những cái nhát mà hình dạng nó khác, hoặc là B không có B nó hình dạng khác, thì coi như đó là nhịp thoát. Và các anh chị nhớ là ngưng lúc nào thì ngưng, ngừng lúc nào thì ngừng, nhưng mà lúc nào hồi phục trở là hồi phục. Do đó thường thường khoảng ngưng không là bội số khoảng BB cơ bản nha.
có nghĩa là khoảng B này nè, tính BB nè của ngưng nè, thì nó không là bội số của khoảng BB cơ bản. À, hoặc là RR đơn giản, nhiều người ta tính thẳng RR cũng được. RR của khoảng ngưng không bằng không phải là bội số nha. Tóm lại nó không phải là bội số của khoảng RR cơ bản. Nếu là ngưng xoang, đó là đặc điểm để mình nhận ra ngưng xoang đó các anh chị. Ở đây điện tâm đồ, ở đây thấy nhịp xoang phước bộ khuya rất hẹp, một đoạn dài không có, và sau đó thì có một cái phước bộ khuya hồi phục lại nhịp, nhưng phước bộ khuya không hẹp, nhưng mà cũng không có bê xoang đi trước. Như vậy cái nhịp này là nhịp thoát của bộ nối nha, nhịp thoát của bộ nối nha. Ngừng xoang có khoảng ngừng này là tới 4,4 giây, do đó mình gọi là ngừng. Còn nếu mà dưới 2 giây thì mình gọi là ngưng nha. Đúng ra thì cái này cũng chẳng có quan trọng lắm. Như vậy ngừng thì nó nguy hiểm hơn là ngưng, tại nó thời gian nó, nếu mà 2 giây thì nhịp tim nó khoảng 30 thôi, mà 30 thì có thể nó không đủ cái lượng máu lên não, có thể nó gây choáng váng hoặc nó gây ngất nha. Nhịp thoát. Nhịp thoát là gì? Là do hoạt động tự phát của các ổ phát nhịp bên dưới, nhĩ, bộ nối hoặc là thất. Khi một cái khoảng ngưng lâu quá, nút xoang nó ngưng lâu quá, thì những cái ổ phát nhịp bên dưới, tần số nó sẽ phát, nó chiếm quyền. Thì cái nhịp đó là nhịp thoát nha. Khác với lại ngoại tâm thu, nhịp thoát thì nó xuất hiện sau một cái thời gian dài, không có ngưng, một khoảng thời gian ngưng dài, thì nó phải mới phát, thì nó mới là nhịp thoát. Còn nhịp ngoại tâm thu là cái nhịp đến sớm, nó khác vậy ha các anh chị ha. Xảy ra khi có sự tạo thành hoặc là dẫn truyền xung điện bình thường bị thất bại, tức là nút xoang không còn là nút chiếm quyền nữa, nó ngưng một khoảng lâu quá, và nó hay đi kèm với lại bất kỳ nhịp chậm nè. Xảy ra khi nhịp chậm thì nhịp thoát bộ nối á, thì thường thường nếu mà của bộ nối thì tần số nó chỉ 40-60 lần phút thôi, còn nhịp thoát mà của thất á, thì phước bộ khuya nó rộng và tần số nó chỉ là 20-40 thôi, ở đây nó ghi còn thấp hơn nữa, 15-20 thôi lần phút ha. Thường thường khoảng 20-40 thôi, phước bộ khuya dạng rộng. Hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm thường gặp trong xuyên nút xoang lắm ha. Những cơn nhịp nhanh nhỉ xen kẽ với những giai đoạn nhịp chậm. Nhịp nhanh mình ức chế, dùng thuốc khống chế điều trị thì nó trở thành nhịp chậm. Nhịp chậm mình dùng thuốc tăng lên thì nó thành nhịp nhanh, rất là khó điều trị, do đó phải đặt máy tạo nhịp. Cuồng nhỉ, nhịp nhanh nhỉ xen kẽ thì có thể là cuồng nhỉ, rung nhỉ kịch phát. Và sau khi chuyển nhịp thì là giai đoạn nhịp chậm, do đó nhiều khi sau khi mình đánh sốc điện, sau khi mình dùng thuốc cắt cái cơn nhịp nhanh, thì nếu mà nhịp nó quá chậm thì lúc đó là các anh chị biết là đó là hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm á ha. Lóc xoang nhĩ hay còn gọi là lóc đường ra của nút xoang nha. Đường ra của nút xoang là do nó suy giảm cái sự dẫn truyền xung điện của nút nhĩ xoang, nó hình thành, nó phát xung, nó vẫn tăng tạo ra được cái xung điện, nhưng mà nó không dẫn ra được tới nhĩ, thì do đó nó không tạo ra được sóng B, nó không khử cực được nhĩ, do đó không tạo được sóng B. Thì về mặt lóc xoang nhĩ thì có 3 độ, 1, 2, 3, giống như là lóc nhĩ thất vậy đó. Nhưng mà độ 1 là nó chậm dẫn truyền ra, nhưng mà là mình không thấy được từ điện tâm đồ của nút xoang, thì mình làm sao mình biết chậm, mình chỉ biết là có B thôi là được rồi. Do đó nó chậm thì kệ nó không ảnh hưởng gì trên điện tâm đồ bề mặt mình không thấy được. Như vậy trên điện tâm đồ bề mặt mình sẽ không thấy được sự chậm từ lúc mà khử cực của nút xoang cho tới khử cực của nhĩ, nó chậm thì mình không thấy được nha. Cái thứ hai, chỉ có độ 2 là mình thấy được thôi, độ 3 mình không thấy được. Độ 3 là nó là sao? Nó hoàn toàn nó không có ra được xung điện, nó không ra được nhĩ, thì lúc đó nó có những cái ổ phát nhịp bên dưới nó sẽ chiếm quyền, nó sẽ thành rung nhĩ, thành cuồng nhĩ, thành nhịp nhanh kịch phát trên thất vân vân, thì hoặc là nhịp nhanh thất, thì làm sao các anh chị nhận ra được. Do đó lóc xoang nhĩ độ 1, độ 3 là mình không thấy được, chỉ có độ 2 là mình thấy được trên điện tâm đồ bề mặt thôi. Nó có hai dạng là lóc xoang nhĩ độ 2 mà tiếp 1, hoặc là lóc xoang nhĩ độ 2 mà tiếp 2. Tiếp 1 còn gọi là quen cơ bác, tiếp 2 còn gọi là mô bít. Rồi
thì mình sẽ lần lượt khảo sát lớp xoắn nhĩ độ 2 và tiếp 1 là sao? Nó có tính chất chu kỳ, có sự ngắn dần của khoảng BB trước khi không có sóng B. Tức là đây, các anh chị thấy đây là nút xoan đây ha, nút xoan đây, đây là nhĩ đây, đây là nút nhĩ thất, đây là thất. Mình thấy nút xoan nó phát xung điện thì ra ngoài nó sẽ cực được nhĩ, sau đó nó đi qua nút nhĩ thất. Qua nút nhĩ thất thì nó lại hơn, là bởi vì sao? Nó tốn thời gian hơn, là bởi vì nó chậm dẫn truyền trong nút nhĩ thất. Hôm trước mình học rồi, sau đó nó cử cực của thất. Đó, đây là cái sơ đồ bậc thang. Ở đây cũng vậy, nút xoan nó phát nè, nó phát đều, đúng ra đều ha. Thì cái này nó bị kéo dài hơn, đường ra nó bị trơ kéo dài, thời gian dẫn truyền ra nó tốn thời gian hơn, nó dài hơn, rồi nó cũng cử cực nhĩ, có B và có QRS luôn. Đây, cử cực của nhĩ là sóng B, cử cực của QRS là đây, cử cực QRS là cử cực của nhĩ thất là mức bộ QRS. Đây vào đây cũng tương tự ha. Và ở đây thì nó bị lóc hoàn toàn, lóc rồi nó không xuống, mà không xuống được nhĩ thì nó không có sóng B, đúng không? Và không có cực nhĩ, cũng không cử cực thất thì không có phức bộ QRS, do đó ở đây nó không có sóng B, bị gì, bị vắng mặt. Và nó có khoảng ngừng đây. Thì các anh chị nhớ khoảng BB, đây là khoảng BB nó ngắn dần. Tại sao nó ngắn dần? Các anh chị nhớ cái nhát đầu tiên là cái nhát mà nó bị chậm ha, thì do đó cái thời gian nó sẽ kéo dài. Những nhát sau nó chậm hơn nhát này, nhưng mà nó cũng kéo dài, nhưng mà không quá dài như cái này ha, nó cũng kéo dài. Nhưng mà do đó cái BR đầu thì nó dài, BR sau thì nó ngắn dần lại, BR sau nó sẽ ngắn dần nữa rồi lọc ha. Chính vậy mà tại sao khoảng BB ngắn dần, BB ngắn dần ha, rồi ngưng, ngắn dần rồi ngưng, ngắn dần rồi ngưng. Và khoảng ngưng này không phải là bội số nha, nhỏ hơn hai lần khoảng BB trước nha. Như vậy tóm lại, lốc xoắn nhĩ độ 2 mà tiếp 1 thì có khoảng ngưng, không phải là bội số. Như vậy nó giống cái gì? Nó giống ngưng xoan không? Giống ngưng xoan, nhưng mà nó lại không ngưng xoan thì không có sự ngắn dần của khoảng BB. Do đó nếu có sự ngắn dần của khoảng BB và khoảng ngưng không phải là bội số thì đó là lốc xoắn nhĩ độ 2 tiếp 2. Còn muốn ngưng lúc nào ngưng thì đó là lốc ngưng xoan. Rồi, còn lốc xoắn nhĩ độ 2 mà tiếp 2 thì sao các anh chị? Các anh chị thấy nó phát xung, thời gian nó bằng nhau ha, và một cái cử cực nút xoan rồi, nhưng mà nó không dẫn ra được, do đó không có B, không có QRS. Như vậy nó không có tính chất chu kỳ, khoảng B, B hằng định, và một B, một chỗ không có sóng B, không có QRS, khoảng ngưng. Như vậy nó không có tính chất chu kỳ, khoảng BB hằng định, vẫn BB hằng định, không có ngắn dần nha các anh chị. Và ngưng, và nhớ cái khoảng ngưng này là bội số, bởi vì sao? Nếu mà có B ở đây thì có phức bộ QRS thì nó giống như là bình thường rồi, do đó khoảng ngưng là bội số. Do đó khi mình đo cái khoảng không có khoảng sự ngắn dần mà khoảng ngưng là bội số thì mình chẩn đoán là lốc xoắn nhĩ độ 2 và tiếp 2. Như vậy cái vấn đề đo của khoảng ngưng này rất là quan trọng, và so sánh với là trước đó ha. Và mình đánh giá coi có sự ngắn dần hoặc là hằng định của khoảng BB để mình quyết định là lốc xoắn nhĩ độ 2 tiếp 1 hay lốc xoắn nhĩ độ 2 tiếp 2 nha. Đây, khoảng BB hằng định các anh chị, không có ngắn dần. Đây nè. Và khoảng ngưng đây không có B, không có QRS ha. Và khoảng ngưng này là bội số của khoảng BB đi trước nó, cơ bản đi trước nó. Cái này cũng tương tự nha. Rồi mình qua rối loạn nhịp nhĩ. Thì rối loạn nhịp nhĩ hồi nãy giờ là mình học rối loạn nhịp xoan rồi, mình học rối loạn nhịp nhĩ là có chủ nhịp nhĩ lang thang. Chủ nhịp nhĩ lang thang. Tôi viết để cái quyền tiếng Anh hoặc là viết kèm tiếng Anh là để chi? Tại vì điện tâm đồ kỹ thuật số bây giờ là họ đọc luôn cái máy, nó đọc luôn cái kết quả. Thì các anh chị nếu mà cái người nào ta chuyển qua tiếng Việt thì dễ rồi, còn nếu mà nó để nguyên tiếng Anh thì các anh chị phải nắm được cái tên này là chủ nhịp nhĩ lang thang. Cái này là ngoại tâm thu của nhĩ, nhịp nhanh nhĩ không dẫn, nhịp nhanh nhĩ kịch phát, cuồng nhĩ, rung nhĩ.
ha. Rồi nhớ thêm cái tên đó thì nhiều khi mình đọc cái kết luận điện tâm đồ vẫn được, chỉ có mấy khoảng vài chục từ thôi ha. Thì cái cơ chế gây loạn nhịp nhanh trên thất thì cũng có là cơ chế do tăng tự động tính nè, và do vòng vào lại nhỏ, vòng vào lại lớn, có hai loại vòng vào lại nhỏ và vòng vào lại lớn ha. Thì nhịp nhanh xoang đây là do tăng tự động tính của nút xoang, nó vẫn phát đều và tần số nó tăng lên thôi. Còn nhịp nhanh nhỉ đa ổ, nhịp nhanh nhỉ đa ổ đây thì cũng là do tăng tự động tính, nhưng mà cái ổ phát nhịp của nhịp nhanh nhỉ là từ ổ, các ổ, nhiều cái ổ trong nhỉ đây, thấy không, các ổ trong nhỉ. Chính vì vậy mà sao nó nhanh thì biết rồi, nhưng mà nó không đều và hình dạng sóng B nó khác nhau, khoảng BR nó khác nhau là vậy. Nhịp nhanh nhỉ đa ổ là cũng do tăng tự động tính. Nhịp nhanh bộ nối gia tốc, đây là từ bộ nối đây. Nhịp nhanh bộ nối thì nó phát tăng tự động tính lên thì nó đều. Nhưng mà nhịp bộ nối gia tốc thì tần số nó khoảng từ 60 tới 100 lần phút thôi nha. Nói bình thường, đúng ra là nhịp bộ nối bình thường nó chỉ là 40 tới 60 thôi, còn nếu có tần số từ 60 tới 100 thì mình gọi là nhịp bộ nối gia tốc ha, nhịp bộ nối gia tốc. Còn đây là nhịp nhỉ, nhịp nhanh nhỉ kịch phát, nhịp nhanh nhỉ kịch phát ha. Có nghĩa là nhịp nhanh nhỉ này do cơ chế vào lại, thì nó do cái một cái vòng vào lại đây, hình các chị thấy hình vẽ hình zigzag nè, hình cái vòng vào lại nè, thì là cơ chế là do một cái vòng vào lại nằm ở trong nhĩ, nhỏ mà nó nằm ở trong nhĩ thì nó gây ra. Và đôi khi nếu mà nhịp nhanh quá, đôi lúc nó bị nó sẽ không dẫn, nó chặn lại ở đây, tức là nó không dẫn. Nhịp nhanh nhĩ có lóc hay là kèm theo lóc nhĩ thất ha. Hoặc là nhịp nhanh nhĩ không dẫn, kèm theo lóc nhĩ thất. Còn đây là nhịp nhanh bộ nối do vào lại, nhịp nhanh bộ nối do vào lại. Thì nhịp nhanh bộ nối do vào lại thì nó là cũng là một cái vòng vào lại nhỏ, có thể là nằm tại nút nhĩ thất hoặc là nằm cũng cái vòng lại tương đối lớn hơn là sử dụng cái nút nhĩ thất và cái đường dẫn truyền phụ, thì cũng là vào lại từ bộ nối nhưng mà là do vào lại nhĩ thất ha, vào lại nhĩ thất. Còn nếu mà ở tại nút thì gọi là vào lại nút nhĩ thất ha, nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất. Còn rung nhĩ là do một cái vòng vào lại lớn nằm ở trong nhĩ phải, do đó chính vì vậy mà cái sóng nhĩ là sóng sóng cuồng nhĩ á, là một cái sóng hay còn gọi là sóng ép lớn á, là một cái sóng hình răng cưa rất là đều đặn, tại nó từ một ổ mà hình dạng nó giống nhau. Còn rung nhĩ là do nhiều cái vòng vào lại lớn, nhưng mà chính vì nhiều vòng vào lại lớn thì hình dạng nó khác nhau, tần số nó rất là cao, trên 350 lần phút, và nó lăn tăn không đều, chứ không giống như cuồng nhĩ là hình răng cưa rất là đều đặn, rung nhĩ ha. Ngoại tâm thu nhĩ, mình vô ngoại tâm thu nhĩ thì nếu mà đã một cái ngoại tâm thu nhĩ thì nó sẽ nó khi nó cái ổ phát nhịp nó nằm ở nhĩ thì nó sẽ khư cực được một nhĩ, được nhĩ thì nó sẽ có sóng B phẩy đi trước. Mình nói B phẩy bởi vì hình dạng nó khác với B xoang đến sớm và có hình dạng bất thường, B phẩy đến sớm và hình dạng bất thường. Và bởi vì nó cái vị trí của nó khác với xoang, do đó cái khoảng BR nó cũng sẽ thay đổi, nó sẽ bằng, nó dài hơn hoặc nó ngắn hơn khoảng BR của nhịp xoang tùy theo cái vị trí của nó tới nút nhị thất ha. Rồi tới phức bộ QS thì theo sao nó có hình dạng bình thường, tại vì sau khi khư cực nhĩ thì nó cũng vẫn đi qua nút nhị thất và nó khư cực thất, do đó cái phức bộ QS của ngoại tâm thu nhĩ hình nó hẹp, nó vẫn bình thường, và bởi vì khư cực bình thường thì nó tái cực bình thường, do đó không thay đổi STT ha. Và cái khoảng nghỉ bù của ngoại tâm thu nhĩ tức là R là cái nhát bình thường, cái R phẩy là cái nhát đến sớm và R là cái nhát tiếp theo sau cái khoảng nghỉ nghỉ bù nè, thì R phẩy R thì nó bằng, nó nhỏ hơn 2 RR, nhỏ hơn của hai cái chu chuyển tim. Cái này đúng ra bình thường là cái này là 2 RR đúng không, nó bằng 2 RR nhưng mà nó nhỏ hơn thì gọi là khoảng nghỉ bù không hoàn toàn. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi, nó nằm ở nhĩ thì nó có B phẩy, phức bộ QS hẹp là hiểu rồi ha. Nhưng mà ngoại tâm thu thất, các anh chị phân biệt cái ngoại tâm thu thất, ngoại tâm thu thất thì nó nằm ở thất thì nó muốn lên được nhĩ thì nó phải sao, nó phải đi qua nút nhĩ thất được, mà thường thường nó không qua được
hoặc nó có qua được thì nó không có bề phải đi trước mà nó sẽ lẫn vào trong phút bộ quy ếch. Do đó ngoại tâm thu thất thì không có bề phải đi trước nha. Ngoại tâm thu thất không có bề phải thì mình không có xét tới cái này ha. Ngoại tâm thu thất thì phút bộ quy ếch nó sẽ giãn rộng, trong khi ngoại tâm thu nhĩ thì phút bộ quy ếch bình thường. Giãn rộng là bởi vì sao? Nó nằm ở một thất, nó sẽ cử cực một thất trước, sau nó vòng qua cử cực thất còn lại sao. Ngoại tâm thu thất thì nó có thay đổi STT, bởi vì sao? Nó cử cực bất thường thì nó sẽ tái cực bất thường, nó có thay đổi STT. À, và ngoại tâm thu thất thì khoảng nghi bù nó hoàn toàn, tức là R nó bằng đúng 2RR. Tại sao ngoại tâm thu thất thì khoảng nghi bù nó hoàn toàn? Là bởi vì ngoại tâm thu thất nó không khởi động lại nút xoan, không reset lại nút xoan, nó không lên được nhỉ, không lên khử cực lại nút xoan ha. Do đó cái sóng nút xoan nó vẫn phát xung đều đặn, và cái nào dẫn thì dẫn, không dẫn thì thôi. Thì do đó chính vì vậy mà có khoảng nghỉ bù nó hoàn toàn. Còn ngoại tâm thu nhỉ thì sao? Bởi vì nó khử cực nhồi nhỉ rồi, nó khử cực luôn nút xoan, và nút xoan đang khử cực thì nó có thể lập lại một cái chu kỳ mới. À, đang đi nửa đường thì nó lặp lại chu kỳ mới nha. Thì do đó cái khoảng ngưng nó không phải là bội số. Đó là cách giải thích à, không khởi động lại nút xoan hay là không reset lại nút xoan là của ngoại tâm thu thất. Còn ngoại tâm thu nhĩ thì nó reset lại nút xoan à. Rồi ngoại tâm thu nhĩ thì có thể là cái ổ nhĩ nó nằm ở cao, ổ phát nhiệp nó nằm ở cao à, ổ nhĩ hay là ổ phát nhiệp á, nó nằm ở cao. Ví dụ ở đây, đây ngoại tâm thu nhĩ hình dạng B phải khác B, nó cao hơn, nó nhọn hơn, khoảng BR nó dài hơn tí, đúng không? Đến sớm, à, phức bộ khuyết hẹp, à, ha, không có thay đổi TT gì, ha, giống như bình thường. Ha. Và RR phải R thì nó nhỏ hơn 2 lần RR. Ha. Đây cũng vậy, một cái ngoại tâm thu của nhĩ. Nếu nó dương ở D2, D1, D2 AVF, à, hay là D2, D3 AVF, là nó đi từ trên xuống nha, là ổ nhĩ ở trên cao. Còn nếu mà cái ngoại tâm thu thất á, ngoại tâm thu nhĩ á, mà nó có B phải đi trước mà nó âm ở D2, D3, BF, tức là nó đi từ dưới nó đi lên, nó cứ cực. Cái ổ phát nghiệp nó nằm ở dưới, ổ ngoại lai nó nằm ở dưới và nó cứ cực nhĩ từ dưới đi lên, do nó sẽ âm. Ở đây mình thấy nó nhắc đến sớm này nè, B phải nó âm ở D2. À đây à, mũi tên chỉ á. Thì như vậy đây là ngoại tâm thu của nhĩ mà nằm ở thấp à, hoặc là ngoại tâm thu này của bộ nối. Bởi vì sao khó, rất là khó phân biệt giữa hai cái này. Thường thường mình đo cái khoảng BR, nếu mà nó lớn hơn 0.12 giây thì ngoại tâm thu nhĩ mà nằm ở dưới thấp. Còn nếu mà nó ngắn thì mình nghĩ tới là nhịp bộ nối nha, ngoại tâm thu của bộ nối nha. Rồi ở đây mình thấy các bạn nhìn B và C đi à, thì mình thấy đây là của một nhát đến sớm nè, nhưng mà hình dạng B phải không thấy rõ, nó chỉ hơi nhấp nhô chỗ này chút nè ha. Ở đây cũng vậy à, thấy không thấy rõ à, đây cũng vậy à, đây cũng vậy à, không thấy à, rồi đây hai nhát nữa, hai cái ngoại tâm thu nhĩ nè. Nhưng mà cái đặc điểm là sao? Ở đây dưới đây cũng vậy, mình thấy cái ngoại tâm thu đây sóng B đây cũng thấy rõ à, không có B phải đi trước. Do đó ngoại tâm thu nhĩ nhiều khi sóng B phải nó lẫn về sóng T thì mình sẽ không thấy sóng B phải rõ ràng. Ví dụ ở đây nè, các anh chị nhìn sóng T này với sóng T bình thường coi thì thấy rõ ràng sóng T này nó rộng hơn, nó cao hơn, đúng không? Rõ ràng là có sóng B phải nó lẫn vô đây, cũng giống như ở đây mình thấy cái sóng T này với sóng T này đi thì thấy sóng T này nó cao hơn, nó rộng hơn. Điều đó chứng tỏ là có sóng B phải nó lọt vào đây à, do đó mình không nhìn thấy B phải nhưng mà nó lẫn vào sóng T, nó làm thay đổi cái hình dạng của hoặc là biên độ của sóng T à, phức bộ khuyết chẳng hẹp bình thường à, R phải R nhỏ hơn 2R. Thì đây là ngoại tâm thu nhĩ. Thông thường ngoại tâm thu nhĩ thì có B phải đi trước, nhưng mà trong một số trường hợp nó đến sớm nó lẫn vào sóng T thì không có B phải đi trước. Và đây cái này là nó xuất hiện tương đối sớm nhưng mà nó tương đối muộn hơn chút. Còn cái này nó xuất hiện rất là sớm nè à, mà nó xuất hiện sớm quá thì sao? Khi cái ngoại tâm thu này nó đi xuống thì nếu nó dẫn thì nó đi xuống thì một trong hai nhánh nó bị trơ,
thì nó sẽ bị dẫn truyền lệch hướng. Do đó phước bộ khuê ếch này nó khác với phước bộ khuê ếch bình thường trước đây, cũng là quại tâm thu nhĩ hết, nhưng mà phước bộ khuê ếch đi trước nó sao, nó hẹp, còn ở đây nó rộng, tức là đây là quại tâm thu nhĩ mà nó bị dẫn truyền lệch hướng. Và rõ ràng cái sóng T này khác với T này ha. Quại tâm thu nhĩ mà bị dẫn truyền lệch hướng thì nó phước bộ khuê ếch nó cũng giãn rộng. Đây là quại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệch hướng nè. Còn đây thì quá điển hình một quại tâm thu nhĩ B phải đi trước phước bộ ha. Đúng không? Quại tâm thu nhĩ có B phải đi trước, phước bộ khuê ếch hẹp, không thay đổi TT, quản nghĩ bù thường thường là không hoàn toàn. Đó là điển hình. Còn ở một số trường hợp có thể không có B phải là một. Cái hai, ngoại tâm thu nhĩ phước bộ khuê ếch hẹp, nhưng mà có nhiều trường hợp nó dẫn truyền lệch hướng thì phước bộ khuê ếch nó là sao? Rộng. Rồi, ở đây thì ngoại tâm thu nhĩ chia làm nhịp đôi và nhịp ba. Nhịp đôi tức là sao? Nhịp đôi là xuất hiện sau mỗi cái nhịp xoang. Ngoại tâm thu nhĩ xuất hiện sau mỗi nhịp xoang là nhịp đôi. Còn ngoại tâm thu nhĩ xuất hiện sau hai nhịp xoang là nhịp ba. Rõ ràng là thấy hai cái sóng B này giống nhau, cái nhắc đến sớm. Cái hình dạng sóng B nó khác nè, nó hai pha nè. Nó ngắn hơn nè, đó ha. Do đó này là B phải có phước bộ khuê ếch hẹp bình thường không thay đổi T nhịp 3. Do đó mình phải biết cái khái niệm là nhịp đôi là gì. Người ta nói ngoại tâm thu nhĩ nhịp đôi thì mình biết là nó như thế nào, nhịp 3 là như thế nào ha. Rồi. Ở đây mình thấy có B phải. Có B phải. Nhưng mà cái nhát đến rất là sớm. Do đó chính vậy mà BR nó sẽ kéo rất là dài. BR kéo rất là dài. Ngoại tâm thu này xuất hiện sau một cái khoảng BR dài. BR kéo dài do nó dẫn truyền rất là chậm qua cái nút nhĩ thất. Rất chậm qua nút sắn, BR nó sẽ dài. Còn ở đây thì cũng xuất hiện sớm. Và BR nó cũng kéo dài, nhưng mà cái phước bộ khuê ếch nó cũng giãn rộng, hình dạng lóc nhánh gì, lóc nhánh phải nè. Như vậy là đây là một cái quại tâm thu nhĩ so với sóng T này với sóng T trước dạt lắm. Sóng T này tự nhiên nó nhô cao thì cái này có nghĩa là B phải nó lẫn vào đây. Mà có B phải đi trước, có khư cực nhĩ thì phước bộ khuê ếch đi sau mà giãn rộng thì là thường thường là nó bị chậm dẫn truyền, nó bị lóc một nhánh. Mà thường thường cái nhánh phải hay bị lóc hơn, do đó cái hình dạng của lóc nhánh phải nè, RS ra R phải, RS ra R phải ở V1 nè. Thì do đó đây là quại tâm thu nhĩ mà nó bị dẫn truyền lệch hướng nha. Còn ở hai ở trên thì phước bộ khuê ếch nó bình thường, nó không bị dẫn truyền lệch hướng. Còn cái này nó bị dẫn truyền lệch hướng nè, nó chỉ có B là ngắn thôi, còn cái này dẫn truyền lệch hướng luôn. Do đó hình dạng phước bộ khuê ếch nó sẽ thay đổi và nó giãn rộng. Do đó mình dễ lầm đây là quại tâm thu của thất lắm nha. Dễ đọc là quại tâm thu của thất, nhưng mà thực tế nó là quại tâm thu nhĩ mà bị dẫn truyền lệch hướng thôi. Rồi, các anh chị thấy đây, nhịp xoang có một cái nhát. Cái này là sóng T. Nếu mà các anh chị đơn giản, các anh chị nghĩ sóng T đây là khoảng ngưng. Mình đo cái khoảng ngưng không phải là bội số thì mình dễ đọc đây là ngưng xoang, đúng không? Bởi vì trước đó nó không có ngắn dần, BB không có ngắn dần, và khoảng ngưng không phải là bội số. Nhưng mà các anh chị nhìn kỹ, sóng T này nó nhọn hơn sóng T trước đó, đúng không? Điều đó chứng tỏ là có một cái sóng B phải nó rơi vào sóng T này. Mà nếu có B phải rơi vào đây thì đây là quại tâm thu của nhĩ. Mà quại tâm thu nhĩ thường thường nó sẽ có phước bộ khuê ếch, đúng không? Đi sao thì mình đọc là quại tâm thu nhĩ. Nhưng mà bởi vì nó xuất hiện sớm thì đôi khi khi dẫn truyền xuống thất thì nó không dẫn, không cho dẫn. Thì như vậy là không khử cực được nhĩ, nhưng mà không khử cực được thất, do đó không có phước bộ khuê ếch, đúng không? Gọi là quại tâm thu nhĩ mà không dẫn. Coi là quại tâm thu nhĩ bị lóc, bị lóc. Cái này thì các anh chị dễ lọc lầm, nếu không chú ý cái sóng B phải này các anh chị để lọc lầm là ngưng xoang nha. Ở đây cũng vậy, A và B thì mình thấy là cái gì, đây có khoảng ngưng, khoảng ngưng trước đây là đi đều phải không, khoảng ngưng, và khoảng ngưng nó không phải là bội số phải không? Nhưng mà mình nhìn sóng T ở đây và sóng T trước đó, sóng T ở đây nó cao hơn, cao hơn, nó lớn hơn. Điều đó chứng tỏ là có một sóng B phải nó rơi vào đây và nó không dẫn. Do đó nó, mình thấy là khoảng ngưng nhưng mà nó không dẫn. Đó là quại tâm thu nhĩ mà nó không dẫn hay là bị lóc.
Đó, đây đây mũi tên là chỉ vậy, tôi nghĩ không dẫn. Còn cái hình C này thì mình thấy đúng ra mình đọc ở đây là rõ ràng là mình thấy là đây là nhịp chậm xoang đúng không? Nhịp chậm xoang theo sóng B hình dạng giống nhau, khoảng BR hằng định, à, nhịp chậm đúng không? Nhưng mà các anh chị để ý không, sóng T nó quá nhọn thì vấn đề mình phải nghi ngờ tới là có một cái sóng B phẩy nó rơi vào sóng T và nó sau đó là khoảng ngưng, chính vì vậy mà nó gây ra nhịp chậm. Nhịp chậm có nghĩa đây là một cái quại tâm thu nhỉ, nhịp đôi mà nó không 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 giỡn ha, nó bị lóc ha. Và nếu mà mình bởi vì mình không có cái gì một cái điện tâm đồ bình thường so sánh phía trước để mình coi cái sóng T ở nhát bình thường nó có nhọn như vậy không. Nếu có thì mình nếu mà nó nhọn thì mình biết là nó giống nhau thì mình biết là nhịp chậm xoang. Còn nếu mà nó chia kênh kia nó nhỏ nó tròn mà ở đây nó nhọn nó ca rộng hơn thì lúc đó mình phải nghĩ đây là có sóng bề phải rơi lên thì đây là quại tâm thu nhĩ mà nó không dẫn nhịp đôi mà nó không dẫn ha. Do đó dễ lầm với lập đọc là nhịp chậm xoang. Rồi mình qua nhịp nhanh nhĩ lạc chỗ, nhịp nhanh nhĩ với lạc chỗ. Thì do một cái ổ lạc chỗ ha, ổ hoài lai thì cái cơ chế của nó nằm ở nhĩ và cái tần số của nhĩ là từ 160 cho tới 220 hoặc là 150 tới 200, nhiều sách nó khác nhau 150 200. Các anh chị nhớ nhanh nhĩ thì cái tần số nó cao lên ở giai đoạn nghỉ, tần số 150 là thường thường dưới 150 trên 150, còn từ 150 tới 200 220 là tần số của nhanh nhĩ. Do đó để phân biệt nhịp nhanh xoang với nhịp nhanh nhĩ thì tôi nói hồi nãy là dựa vào hình dạng của sóng B và tần số của sóng B là vậy. Thì cái cơ chế của nó có thể là do tăng tự động tính thường gặp, và tăng tự động tính thì nó sẽ khởi phát tăng dần và nó sau kết thúc thì nó giảm dần. Còn nếu do cái hoạt động khởi kích, ví dụ ngộ độc dioxin, do tăng ngộ độc dioxin thì nó cũng sẽ tăng dần và giảm dần. Còn nếu mà nó do vòng vò lại thì nó khởi phát kịch phát. Do đó nếu mà nó khởi phát đột ngột và kết thúc đột ngột thì ta gọi là nhịp nhanh nhĩ kịch phát là vậy. Nhịp nhanh nhĩ kịch phát nha. Cũng là nhịp nhanh nhĩ hết, nhưng mà nếu do cái cơ chế mà nó khởi phát đột ngột, kết thúc đột ngột gọi là kịch phát nha. Thì nó chiếm khoảng 10% nhịp nhanh kịch phát trên thất đã được cắt đốt. Thì hồi nãy trong cái phần mở đầu thì tôi nhớ là tôi có nói là nhịp nhanh kịch phát trên thất nó do ba cái đó là nhịp. Hai cái đầu là do vòng vào lại, còn cái thường cái ít gặp nhất 10% đó là do nhịp nhanh nhĩ lạc chỗ hay nhịp nhanh nhĩ kịch phát nha. Thì mình thấy hoạt động nhĩ nó đều đặn BB ha, và tần số từ khoảng từ 160 tới 220 lần một phút ha. Trục sóng B bình thường thì sẽ cho thấy cái ổ nhịp phát nhịp nó nằm ở trên cao, ổ nhĩ cao. Còn nếu mà nó âm ở D2, D3 và F thì cái ổ nhĩ nó nằm ở dưới thấp. Sóng B thì nó riêng biệt. Giữa hai sóng B có đường đẳng điện. Đây là một cái điểm đặc biệt để phân biệt với cuồng nhĩ. Như vậy nhịp nhanh nhĩ lạc chỗ, kịch phát mình phân biệt cái cuồng nhĩ là ở chỗ gì? Thứ nhất là tần số. Cuồng nhĩ thì tần số nó từ 250 tới 350 lần phút. Tần số nó nhanh hơn là một. Thứ hai cuồng nhĩ là nó là hình sóng răng cưa rất là đều đặn, cho mà giữa hai sóng F thì không có một cái đường đẳng điện, trong khi nhịp nhanh nhĩ thì giữa hai sóng B nó có đường đẳng điện, do đó là cái đường đẳng điện xen giữa. Nếu có đường đẳng điện xen giữa thì nghĩ tới nhịp nhanh nhĩ hơn, còn nó không trở về đường cơ bản thì đó là cuồng nhĩ nha, tần số nó cao hơn. Rồi cái này thì mình học thêm thôi chứ còn thực tế các anh chị cũng không cần. Những cái người mà chuyên về điện sinh lý hoặc là cắt đốt đường các ổ phát nhịp thì người ta sẽ phải để ý tới cái này để người ta biết được nó nằm ở vị trí nào để người ta dò người ta cắt đốt. Thì nếu mà sóng B vô cái nhịp nhanh mà sóng B mà nó âm là nó nằm bên nhĩ phải mà nó dương là nó nằm bên nhĩ trái. Tại sao vậy? Thì các anh chị biết sóng B sóng ở V1 là nó nằm ở V1 là nó nằm ở đâu? Nằm ở bên phải mà. Thì khi ở bên phải thì nếu mà từ bên phải mà đi về bên trái thì nó sẽ cho sóng âm thì nó nằm bên nhĩ phải. Còn nó đi từ bên nhĩ trái qua thì nó sẽ cho sóng dương, hướng về V1 nó sẽ cho sóng dương. Hoặc là nhìn nó AVRL. Nếu AVRL mà nó âm
thì ABL là nó hướng về bên thành bên, mà hướng về thành bên, chiều dương nó hướng về vậy mà nó âm, thì điều đó nó nằm bên trái mà nó đi từ thành bên nó đi ngược lại, nó cho âm ở ABL. Còn nếu ở D2, D3, VF mà nó âm thì điều đó chứng tỏ nó nằm dưới thấp và nó cứ cực nhảy ngược lên, đúng không? D2, D3, VF vậy thôi. Cái đó mình có thể giải thích được, lý giải được ha. Có nhiều cái, nhiều khi cái nào không hiểu thì các anh chị lấy cái cơ chế ra, các anh chị giải thích thì các anh chị sẽ nhớ dài hơn. À, đây là nhịp nhanh nhảy lạc chỗ, bởi vì sao? Ở D2 mà sóng B rất là rõ, nó lăn tăn, nó có pha pha âm nữa. À, chính vì cái hình dạng sóng B như vậy là một. Cái thứ hai, cái tần số của nó hơn 150 lần phút nè. Các anh chị thấy không? À, nó nhỏ hơn hai ô nhỏ, tức là tần số nó 160, 170. À, thì như vậy, với cái tần số như vậy, hình dạng sóng B như vậy thì mình nghĩ đây là nhịp nhanh nhảy hơn là nhịp nhanh xoay. Đúng không? Nhịp nhanh nhảy lạc chỗ dẫn truyền 1-1, 1B có 1 QRS, 1B phẩy có 1 QRS. À, được chưa? Còn cuồng nhảy, nếu mà cuồng nhảy thì tần số nó sẽ cao hơn. À, tần cuồng tần tần nhảy tần số nó là 250 tới 350 lần phút. Và nếu mà để phân biệt cái nhịp nhanh xoang, thì nhịp nhanh xoang thì nó cũng tăng tự động tính thì nó từ từ, còn nếu mà nhịp nhanh nhảy mà do cơ chế vào lại thì nó khởi phát đột ngột và kết thúc đột ngột, thì đó đặc tính nếu mà tùy theo cái cơ chế của nó khởi phát đột ngột thì nhịp nhanh xoang thì nó phải từ từ tăng, từ từ chứ không có tăng nhanh được. Nhưng mà đâu có ai biết được cái giai đoạn lúc đầu của nó là sao, khó mà bắt được cái giai đoạn này, đó là về mặt lý thuyết thôi, chứ làm sao mà mình canh lúc nào mà nó trừ khi nào đeo Hunter thôi nha. Nhịp nhanh nhỉ, có lốc mình thấy ở đây B quy đỡ, đây B quy đỡ, nhưng mà mình nhìn thấy ở đây sóng T, mình nghĩ là T, nhưng mà cái khoảng cách từ đây tới đây, từ đây tới đây nó làm sao, nó bằng nhau quá, thì mình phải làm sao, mình phải đo từ đây tới đây và mình nhân lên nhiều lần, hoặc là anh chị lấy từ đây tới đây rồi anh chị chia đôi vạch cái, nếu nó trùng trùng thì như vậy đây là cùng một ổ, đây tới đây, đây tới đây, cùng một ổ, và tần số của cái nhịp nhanh nhảy này nó trên 150 lần phút, đúng không? Thì đây tần số của sóng B này trên 150 lần phút, thì mình nghĩ tới nhiều tới nhịp nhanh nhảy nhiều hơn là nhịp nhanh xoang. À, và 2B có một QRS thì đây là nhịp nhanh nhảy mà nó bị lóc, có lóc nhảy thất kèm theo, gọi là nhịp nhanh nhảy kèm lóc nhảy thất. 21 2B có một QRS ha. Còn mà các anh chị nhớ nhịp nhanh nhảy thường thường cơ chế của nó là do tăng tự động tính hoặc là do hoạt động khởi kích thôi. Do đó nó sẽ giai đoạn ấm dần và kết thúc nó cũng phải chậm dần từ từ, thì thuận lợi cho nhịp nhanh nhảy hơn. Còn cuồng nhảy thì thường thường nó là sao, nó do cơ chế bào lại, nó khởi phát đột ngột và kết thúc đột ngột. Nhanh nhảy kèm lốc nhĩ thất ở đây mình thấy đây 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 như vậy. 2B có một phút QRS, tần số của B nó khoảng 160 lần phút ha, thì đây là nhịp nhanh nhảy kèm lốc nhảy thất 21. Đây là một cái nhịp nhanh nhảy thường thường hay gặp trong bệnh cảnh, nhịp nhanh nhảy mà nó kèm lốc hay gặp trong bệnh cảnh ngộ độc dioxin. Thì thường thường người ta đôi khi để gia tăng cái độ lốc lên, tức là cái khoảng thay vì 21 thì nó thành 31, thành 41, thì cái khoảng khoảng cách phút bột kết nó ra xa ra, thì mình sẽ nhìn thấy cái sóng ép của sóng sóng của nhanh nhảy rõ hơn, sóng ép của rung sóng B B phẩy á, rõ hơn ha. Thì do đó những cái nghiệm pháp mà làm tăng cái gia tăng độ lốc của nút nhĩ thất lên, như là xoa sang cảnh, hoặc là nghiệm pháp Vanshava, hoặc là dùng thuốc để ức chế cái nút nhĩ thất á, thì nó không cắt được cái cơn nhanh nhảy đâu, nhưng mà nó làm gia tăng độ lốc lên. Thay vì 21 thì nó thành 31, 41, 51 vậy đó, thì mình sẽ nhìn thấy được cái sóng của cái gì, sóng của cái nhịp nhanh nhảy rõ hơn. Cũng giống như vậy, rung nhảy, cuồng nhảy, cuồng nhảy cũng vậy. Cuồng nhảy nó gần nhau quá mình không nhận ra, thì mình có thể xoa xoang cảnh hoặc là do thuốc để làm ức chế nút nhĩ thất, thì nó độ lốc nó gia tăng lên,
thì khi hai phức bộ kết nó rời xa nhau ra thì ở giữa cái đường cơ bản mình sẽ dễ nhìn thấy cái sóng ép mình răng cưa của cuồng nhĩ hơn. À, nhưng mà nó không có cắt được cơn, bởi vì cái cơ chế của nhịp nhanh nhĩ nó không liên quan gì tới cái nút nhĩ thất hết. À, nó không phải là do cơ chế vào lại. À, rồi đây nhịp nhanh nhĩ mà nó dẫn truyền một một à, một cái à, một, và đây là nhịp nhanh nhĩ mà nó dẫn truyền 2-1. À, đó nhịp nhanh nhĩ đa ổ. À, thì cái câu cái định cái tên cũng đã cho mình được cái khái niệm là nó phải nó nằm ở nhĩ mà nó từ nhiều ổ. Đây là một cái nhịp nhanh trên thất hoàn toàn không đều, nó hoàn toàn không đều, rất là dễ lầm với lại gì rung nhĩ cũng hoàn toàn không đều. À, nhưng mà cái này nó có bê phải đi trước nha, thường thường gặp ở bệnh nhân già nằm viện với nhiều bệnh lý đi kèm. Nguyên nhân thì thường thường gặp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nè, nhịp nhanh nhĩ đa ổ rất là thường gặp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tuy nhiên còn có thể gặp trong một số tình trạng khác, nhưng mà thường gặp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Ở đây mình thấy nhịp tim hoàn toàn không đều, phức bộ QRS hẹp, nhưng mà không phải rung nhĩ là bởi vì nó không có mắc B, có B đi trước mỗi phức bộ QRS. Trên cùng chuyển đạo có 3 sóng B hình dạng khác nhau, đây, rõ ràng khác nhau, khoảng BR khác nhau, khoảng BB khác nhau, khoảng RR khác nhau, và tần số của nhĩ là trên 100 lần phút thì mình gặp là nhịp nhanh nhĩ đa ổ. À, nhanh nhĩ đa ổ. Do đó nhớ là nếu mà không mắc B, có B đi trước, hình dạng sóng B khác nhau, có 3 sóng B hình dạng khác nhau thì đó là nhịp nhanh nhĩ đa ổ, chứ không phải nhiều các bạn hay đọc là lộn với lại rung nhĩ lắm. Chủ nhịp nhĩ lang thang, chủ nhịp nhĩ lang thang đây à, lại xảy ra ở thanh niên trẻ, đặc biệt là những cái người mà vận động viên điền kinh, những nhạc công thổi kèn có tính chất là cường phó giao cảm ha. Thổi kèn tức là giống như làm nhịp pháp van spa, cường phó giao cảm, hoặc là những người mà mất cân bằng giữa hệ giao cảm và phó giao cảm trong tim thì nó dễ có hội nhịp chủ nhịp nhĩ lang thang. Tóm lại là cái đoạn nhịp này nó gặp ở những người bình thường thôi ha. Không có bệnh lý nền à, không có bệnh lý nền, và hình dạng sóng B cũng khác nhau, các anh chị thấy không, khoảng BR cũng khác nhau. Khoảng BB cũng khác nhau, nói chung nó tương tự như nhịp nhanh nhĩ đa ổ, nhưng mà cái tần số tim nó là sao, dưới 100 lần một phút thì gọi là chủ nhịp nhĩ lang thang. Đây B này khác B này chút à, đây bắt đầu nó âm nè à, nó dương lại nè, nó âm nè, dương lại ha. Chủ nhịp nhĩ lang thang tương tự như là gì à, nhịp nhanh nhĩ đa ổ, ngoại trừ là cái tần số tim nó dưới 100 lần phút thì mình đôi khi mình không gọc gọi là nhịp nhanh nhĩ đa ổ, mình gọi là nhịp nhĩ đa ổ. Nhịp nhĩ đa ổ, một số sách nó gọi là nhịp nhĩ đa ổ, tuy nhiên và một số trường phái nó nói cái này là chủ nhịp nhĩ lang thang chứ không phải là nhịp nhĩ đa ổ. Tại vì sao à, nhịp nhĩ đa ổ và nhịp nhanh nhĩ đa ổ là nó thuộc về một nhóm bệnh lý gọi là rối loạn nhịp nhĩ đa ổ. Rối loạn nhịp nhĩ đa ổ à, à, chẩn đoán thì giống nhau, chỉ có khác một cái là trên 100 lần phút, cái dưới 100 lần phút à, và trên nền bệnh nhân có những cái bệnh lý nền, trên người già có nhiều bệnh lý nền à, thì lúc đó mình nói là nhịp nhanh nhĩ đa ổ và nhịp nhĩ đa ổ là bệnh lý à, rối loạn nhịp bệnh lý. Còn chủ nhịp nhĩ lang thang là một cái dạng của rối loạn nhịp xoang thôi, nó là bình thường à, gặp xảy ra ở một cái người à, thanh niên trẻ khỏe ha, hoặc là do nghề nghiệp, một số cái nghề nghiệp, hoặc là do mất cân bằng giữa giao cảm và phó giao cảm thôi à, thì à, đặc điểm của nó hơi khác là cái sự thay đổi sóng B nó từ dần dần từ từ, chứ nó không có thay đổi đột ngột như là nhịp nhanh nhĩ đa ổ. Nó chỉ di chuyển từ một cái ổ phát nhịp có tự động tính cao hơn tới một cái ổ phát nhịp có tự động tính cao hơn mà nó nằm ở kế bên, nó cứ di chuyển như vậy và di chuyển ngược trở lại à, vòng vòng đó. Do đó chính vì vậy mà hình dạng của sóng B nó thay đổi dần dần, nó không thay đổi đột ngột như là nhịp nhanh nhĩ đa ổ à, thì do đó cái đó là sự khác biệt giữa hai cái trường phái. Do đó nhiều khi các anh chị đọc chủ nhịp nhĩ lang thang, có nhiều người ta đọc nhịp nhĩ lang thang
giờ xin lỗi nhịp nhĩ đa ổ thì mình cũng chấp nhận thôi ha. Rồi qua cái cuồng nhĩ nha các anh chị. Cuồng nhĩ thì cơ chế của nó là do một cái vòng vào lại lớn nằm ở trong nhĩ phải nè, hồi nãy mình học cơ chế rồi, và nó khử cực nhĩ ngược chiều kim đồng hồ. Các anh chị thấy cái chiều phải ngược chiều kim đồng hồ không? À, bởi vì cái vòng vào lại này lớn nằm trong nhĩ phải, do đó cái sóng của cuồng nhĩ là một cái sóng ép lớn, hình răng cưa rất là đều đặn, à, răng cưa rất là đều đặn. Và à, đây là cái nhịp nhĩ mà thường gặp thứ hai sau cái rung nhĩ á, ha. À, thường gặp với người mà lớn tuổi có bệnh lý nền, thường gặp ở nam giới nhiều hơn. Cơ chế là do một cái vòng vào lại lớn nằm trong nhĩ phải, à, và đi điển hình là nó ngược chiều kim đồng hồ. Và nếu nó ngược chiều kim đồng hồ thì mình thấy sóng sóng ép lớn đó nó nằm, nó sẽ âm ở đâu? D2, D3 với F, tức là cái cực nhĩ ngược lên mà, à, từ dưới đi lên, thì do đó nó sẽ âm ở D2, D3 F, gọi là điển hình. Còn trường hợp cuồng nhĩ mà nó không âm ở D2, D3 F gọi là thể không điển hình. Tuy nhiên cái đó thì các anh chị biết vậy thôi chứ không cần chi tiết như vậy ha. Thường thường á, nếu mà cái độ lóc nó cố định, ví dụ ở đây là 41, 4 sóng ép cho một phút bộ QRS, 4 sóng ép cho một số QRS, thì cái nhịp tim nó đều, đáp ứng thất nó đều. Còn nếu mà cái độ lóc nó không cố định, thay đổi lúc 21, lúc 31, lúc 41, lúc 51, thì mình trên lâm sàng mình nghe thì mình bắt thì cũng loạn nhịp hoàn toàn, giống như rung nhĩ ha. Như vậy tùy theo cái độ lóc, nếu mà độ lóc nó cố định thì nhịp tim đều, còn độ lóc mà nó thay đổi thì nhịp tim nó sẽ hoàn toàn không đều ha. Ở đây là cũng 414 sóng ép cho một phút bộ QRS, hình răng cưa rất là đều đặn. Và cái tần số của cuồng nhĩ là từ 250 tới 350, hoặc là lấy trung bình là 300. Các anh chị thấy không? Hai cái đỉnh của sóng B, hai đỉnh của sóng như gì? Sóng ép lớn này, nó cách nhau đúng một ô lớn, tức là khoảng tần số khoảng 300. Và đây cũng là đặc điểm để phân biệt giữa cái gì? Cuồng nhĩ và nhịp nhanh nhĩ đó ha. Nhịp nhanh nhĩ thì tần số khoảng 150, 200, 220 thôi. Còn từ 250 tới 350 là của cuồng nhĩ. Và cái sóng nè, sóng cuồng nhĩ là nó hình răng cưa và nó không trở về đường cơ bản. Trong khi đó thì rung nhanh nhĩ thì hai sóng B nó riêng biệt và giữa nó là một đường cơ bản, bởi vì tần số nó chậm hơn ha. Do đó mình phân biệt với nhanh nhĩ là dựa vào cái gì? Tần số của cực nhĩ, và thứ hai là mình dựa vào cái hình dạng của nó ha. Rồi cái này nói rồi ha, không có nói gì nữa ha. Tiêu chuẩn điện âm đồ ở đây là D2, mình thấy nó âm ở D2, 2B 1 QRS. Như vậy là bệnh nhân này cuồng nhĩ mà nó 21, tức là hai sóng ép lớn mới cho một phút bộ QRS. À, và như vậy là tần số tim này là 150 lần phút, đúng không? Đây là 300, thì ở đây là 150. À, do đó mấy anh chị phải nhớ là những cái nhịp trên thất, ha, nhịp nhanh xoang mà tần số khoảng 150 lần phút thì các anh chị phải phân biệt với lại cuồng nhĩ mà nó kèm theo lốc nhĩ thất 21, đúng không? Nó dẫn truyền 21. À, nhiều khi nó là cuồng nhĩ 21 mà các anh chị cứ đọc là nhịp nhanh xoang, rất là dễ lầm, đọc B QRS ha, dễ lầm lắm. Do đó các anh chị trước khi đọc được nhịp nhanh xoang thì các anh chị coi kỹ coi có sóng ép hình răng cưa đều đặn không. À, thì nếu mà nó có như vậy thì coi chừng cuồng nhĩ mà nó dẫn truyền 21 là thường gặp nhất ha. Còn nếu mà không có sóng B mà thay bằng một cái sóng ép nhỏ lăng tăng không đều, tần số trên 350 lần phút, đáp ứng thất hoàn toàn không đều, khoảng cách giữa phút bộ QRS không đều, và cái gì biên độ QRS cũng đôi lúc cũng cao thấp không đều, thì đó là mình nghĩ tới là rung nhĩ. Rung nhĩ là rối loạn nhịp thường gặp nhất ha, thường gặp nhất trong bệnh lý tim mạch, sau cái nhịp nhanh xoang thôi. Rung nhĩ là một cái rối loạn nhịp rất là thường gặp ha. Nếu rối loạn nhịp kéo dài mà thường gặp nhất ha, bệnh lý thường gặp nhất, mất B là quan trọng,
Rồi, nhưng mà không nhất thiết các anh chị phải thấy sóng ép nhỏ lăn tăn không đều như trường hợp này. Có nhiều trường hợp mà cái sóng ép nhỏ nó thô, nó mịn thì mình không thấy cái lăn tăn mà nó chỉ thấy là cái mắt B thôi. Do đó quan trọng nhất là mắt B, khúc đáp ứng thất hoàn toàn không đều là hai cái tiêu chuẩn quan trọng nhất. Còn biên độ QRS cao thấp không đều là tùy thuộc vào nó đáp ứng thất nhanh hay đáp ứng thất trung bình, đáp ứng chậm. Đáp ứng thất nhanh quá thì có nhiều lúc cái nhát tiếp theo á, nó thất nó chưa cực cực và tái cực hoàn toàn thì nó sẽ có một số cơ thất nó cực cực thôi, thì cao thấp không đều là chuyện bình thường. Còn đó đó rung nhĩ và đáp ứng thất trung bình, rung nhĩ đáp ứng thất chậm thì đáp ứng thất cái biên độ QRS nó cũng thường thường nó cũng không có cao thấp không đều rõ ha, nhưng mà rung nhĩ đáp ứng thất nhanh thì biên độ QRS cao thấp không đều. Do tiêu chuẩn thứ ba là chỉ tham khảo thêm thôi. Hồi nãy nói rồi, nếu mà sóng nhỏ hoặc là sóng lớn, khi lớn hơn 0,5 giây, đáp ứng thất nhanh là trên 100, đúng ra là trên 110 thì chính xác hơn, nhưng mà thôi mình để nhớ 100, 60 cho nó dễ. Dưới 60 là chậm nha. Khi cho đó khi mà đọc điện tâm đồ thì có rung nhĩ thì anh chị phải đọc rung nhĩ đáp ứng thất như thế nào. Đáp ứng thất nhanh, rung nhĩ đáp ứng thất trung bình hoặc rung nhĩ đáp ứng thất chậm nha. Về mặt phân loại thì rung nhĩ thì chia ra rung nhĩ kịch phát hay rung nhĩ cơn. Kịch phát hay rung nhĩ cơn. Rung nhĩ dai dẳng có nghĩa là thường thường kịch phát hay rung nhĩ cơn á, thì nó sẽ trở về nhịp xoang trong vòng 24 giờ, cao lắm là kéo dài tới 7 ngày thôi. Còn rung nhĩ dai dẳng là nó kéo dài trên 7 ngày, và đôi khi mình phải sử dụng những cái biện pháp để chuyển nó về nhịp xoang. Còn rung dậy nhĩ mà dai dẳng kéo dài tức là có thể là nó kéo dài hơn 7 ngày, nhưng mà những cái biện pháp mà chuyển nó về nhịp xoang cũng không thành công thì gọi là dai dẳng kéo dài hoặc là rung nhĩ mãn tính ha, phải trên 6 tháng hay 1 năm vậy ha. Rồi đó là về phân loại. Thường thường á, rung nhĩ hay xảy ra sau một cái hoại tâm thu nhĩ hoặc là thoái hóa từ một cái nhanh nhĩ hoặc là cuồng nhĩ. Các anh chị nhớ bệnh nhân cuồng nhĩ thường thường cái cuồng nhĩ là rối loạn nhịp tạm thời thôi, nó ít khi nào nó kéo dài lâu lắm. Do đó nó sẽ sau đó nó sẽ thoái hóa thành trở về thành cuồng rung nhĩ. Do đó trên một cái điện tâm đồ đôi khi mình thấy lúc thì rung nhĩ lúc thì cuồng nhĩ nó lẫn lộn nhau, cũng có hay gặp rung cuồng nhĩ. Thì nguyên nhân của rung nhĩ thì các anh chị nhớ bốn nguyên nhân thường gặp nhất của rung nhĩ, bệnh lý thường gặp nhất đó là thiếu máu cục bộ cơ tim, bệnh mạch vành, bệnh động mạch vành, bệnh tim do tăng huyết áp, bệnh lý tim do tăng huyết áp, bệnh tim do thấp tim tức là đưa đến hở van hai lá, hẹp van hai lá thì đó là nguyên nhân của rung nhĩ, bệnh van hai lá, cường giáp, nhiễm độc giáp, là bốn nguyên nhân thường gặp nhất. Như vậy thì ở người lớn tuổi mà rung nhĩ thì mình nghĩ tới coi chừng bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh tim do tăng huyết áp. Ở người trẻ thì mình phải nghĩ tới là bệnh van hai lá, hẹp van hai lá, hở van hai lá, hoặc là coi có cường giáp hay không. Còn nhớ là rung nhĩ là có thể là do bất kỳ nguyên nhân nào mà gây tới suy tim thì đều gây ra rung nhĩ hết. Tại vì rung nhĩ là rối nhịp thường gặp nhất trong suy tim á. Cũng có thể do rượu, sau một cái kỳ nghỉ thứ bảy chủ nhật nhậu nhẹt thì có nhiều bệnh nhân xuất hiện một cái rung nhĩ cái kịch phát vào viện, đó là do rượu, gọi là hội chứng ngày nghỉ, hội chứng ngày nghỉ sau một cái nghỉ ngơi thì nhậu nhẹt thì nó sẽ vô rung nhĩ do rượu. Hội chứng suy loãng xoang, nhớ thì biết rồi, bệnh nhân suy loãng xoang đôi khi cái nhịp thoát của nó là rung nhĩ, là cuồng nhĩ, nhanh nhĩ, và sau khi khống chế nó trở về nhịp chậm. Sau phẫu thuật tim thì cũng gặp rung nhĩ, những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng có rung nhĩ, hoặc là đôi khi không có nguyên nhân gì hết, không tìm được nguyên nhân gì hết là vô can, vân vân. Còn nói chung là cái này là những nguyên nhân thường gặp thôi, có rất là nhiều, do thuốc nữa ha. Rồi qua rối loạn nhịp bộ nói, nói chung là cái phần rối loạn nhịp bộ nói là mình tuần sau mà cái buổi sau mình sẽ học rối loạn nhịp bộ nói, rồi mình kết thúc ở đây. Các anh chị có thắc mắc gì không? Các anh chị có thắc mắc gì không?